Nhà đọc truyện hân hạnh giới thiệu bộ truyện Nhất niệm vĩnh hằng của tác giả Nhĩ Căn Mời các bạn cùng nghe truyện nhé Chúc các bạn một ngày tốt lành Chương 1281 tới 1285 Lão quỷ này lại có thể bị Bạch Tiểu Thuần bắt đi Quỷ mẫu nheo cặp mắt lại Hai tay lập tức bấm quyết Nhất thời xương trắng trên chiến thuyền sương mù màu đen cuồn cuộn trong miệng của rắn mối xương trắng phun ra biển lửa, tốc độ không giảm, vẫn công kích tới. Trong phút chốc, mảnh biển lửa này lại bao trùm khắp nơi. Mặt quỷ khóc cười đứng mũi chịu sào, lúc này nước mắt cũng muốn chảy xuống. Hắn phát điên, trong tiếng rít gào, không thể không đi liều mạng mạng. Lúc này hắn mở cái miệng lớn chợt thổi một cái. Ngay lập tức một âm phong biến ảo, khuếch tán gào thét phóng về phía trước, khiến cho mảnh biển lửa này cũng bị tách ra thành hai nửa. Dù sao lão quỷ này từng là lá cờ chủ trên chiến thuyền rắn mối xương trắng, hiểu rất rõ về chiến thuyền này. Lúc này một hơi thở của hắn, lập tức lại phá vỡ biển lửa. Sau khi đối mặt với biển lửa, lại gặp phải mấy đạo ánh sáng màu đen. Mặt quỷ hét lớn một tiếng, rốt cuộc một đầu lao tới, cắn nuốt ánh sáng màu đen. Đồng thời, hai mặt quỷ khác trên chiến thuyền cũng không dám tới gần tùy ý quỷ mẫu bấm quyết điều khiển, cũng dãy dụa lui lại phía sau. Không có hai mặt quỷ này ngăn cản, lại có lão quỷ này mở đường, hai người bạch tiểu thuần cùng hoa ánh trăng thế như trẻ tre. Thời điểm xuất hiện, thình lình ở giữa không trung của chiếc thuyền xương. Mặt quỷ khóc cười này không thể làm theo ý mình, trong tiếng trích gào, một đầu lao về phía chiếc thuyền xương. Lão quỷ này chính là một đòn sát thủ khác của ngươi sao. Quỷ mẫu cười lạnh. Tuy có bất ngờ, nhưng nàng phần nhiều vẫn vui mừng. Nàng giơ tay phải vung lên. Nhất thời huyết vụ màu đỏ trên chiếc thuyền xương này, lại biến ảo trở thành phòng hộ, toàn lực ngăn cản pháp thuật thần thông đến từ đám người bạch tiểu thuần. Trong tiếng nổ lớn, mặt quỷ khóc cười này là người đầu tiên lao vào huyết vụ màu đỏ. Dưới sương mù phản chấn, lão quỷ lập tức kêu lên thảm thiết, thân thể cũng đang vặn vẹo. Sau đó lại là hoa ánh trăng nó bạo phát trực tiếp đến cực hạn lao về phía huyết vụ màu đỏ tiếng nổ lớn thứ hai vừa vang vọng huyết vụ màu đỏ phản chấn khiến cho cành của hoa ánh trăng cũng xuất hiện vết nứt cự quỷ vương rít gào liều mạng hóa thân cự quỷ hung hăng một đòn đánh vào trong huyết vụ màu đỏ này liên tục chịu ba lần công kích huyết vụ màu đỏ này cũng trở nên mỏng manh một ít đúng lúc này trong nháy mắt bạch tiểu thuần đã tới gần bất diệt đế quyền được thi triển ra toàn lực, trực tiếp công kích qua. Tiếng nổ giống như thiên lôi vang vọng. Mặc dù huyết vụ màu đỏ này còn đang phản chấn, nhưng mức độ nồng đậm của nó ở dưới liên tiếp những thần thông này đã càng thêm mỏng manh. Đúng lúc này, khóe miệng bạch tiểu thuần tràn ra máu tươi. Trong cơ thể, trong chớp mắt lực khôi phục kinh người vận chuyển. Trong mắt hắn lộ ra hàng quang. Tay phải hắn trực tiếp dơ lên ở trên đại lục vĩnh hằng này, đại kiếm bắt mạch lần đầu tiên xuất hiện ở trong tay Bạch Tiểu Thuần. Đại kiếm màu xanh lam phát ra khí tức cường hãn của thế giới chi bảo, hung hăng. Chém một cái về phía chiếc thuyền xương trắng phía sau huyết vụ màu đỏ, phía sau sương mù. Quỷ mẫu hít thở dồn dập. Trong mắt nàng lộ ra ánh sáng kỳ dị. Nàng chờ bạch tiểu thuần thi triển đại kiếm bắt mạch này đã rất lâu. Hơn nửa năm qua, trong những tình hình nàng tìm hiểu được, có miêu tả liên quan đến đại kiếm bắt mạch này cho nên trước đây nàng mới bằng mọi cách cẩn thận Người cuối cùng đã lấy ra thanh kiếm này quỷ mẫu cười khanh khách trong lúc hai tay bấm quyết nàng hung hăng ấn một cái về phía chiếc thuyền xương tất cả những điều này nói rất dài dòng nhưng trên thực tế đều phát sinh trong chớp mắt thời khắc này trong tiếng gầm nhẹ trong tay bạch tiểu thuần cầm đại kiếm bắt mạch thế giới hung hăng hạ xuống một kiếm Ánh sáng màu xanh lam chói mắt, kinh thiên động địa hiện ra. Khí tức của thế giới chi bảo, khiến cho thiên địa thất sắc. Đồng thời, cũng tản ra uy áp kinh người. Ở trong ánh sáng màu xanh lam lập lòe này, mơ hồ lộ ra ảo ảnh đại lục bắc mạch, mang theo lực lượng vạn quân, chợt rơi xuống. Trong tiếng nổ lớn, va chạm đầu tiên chính là mảnh huyết vụ màu đỏ loãng vặn vẹo này. Bên trong huyết vụ này ẩn chứa phản chấn mãnh liệt nhưng lúc trước do liên tục suy yếu, nó đã không có cách nào ngăn cản được đại kiếm bắt mạch. Trong nháy mắt, toàn bộ phòng hộ huyết vụ này lại ở trong tiếng nổ lớn hoàn toàn nổ tung. Thời điểm nó chia năm xẻ bảy, ánh sáng màu xanh lam của đại kiếm bắt mạch với thế như trẻ tre vậy xuyên qua, hung hăng chém xuống một kiếm về phía chiến thuyền. Cũng chính là vào lúc này, hai tay quỷ mẫu bấm quyết, đặt ở trên chiến thuyền. Chiến thuyền này chợt chấn động hình lình từ bên trong mỗi cái xương, đều có huyết vụ màu đỏ xuất hiện. Huyết vụ màu đỏ này không bay lên trời, mà ngưng tụ ở bốn phía xung quanh xương của rắn mối xương trắng. Chớp mắt một cái, lại có thể hình thành. Máu thịt Theo rắn mối xương trắng gào thét cùng rít gào, thân thể của nó với tốc độ mắt thường có thể thấy được, rốt cuộc không còn là xương, mà là máu thịt sinh trưởng. Chỉ là trong chớp mắt khi tất cả những điều này diễn ra, rắn mối xương trắng biến mất. Thay vào đó, lại là một con rắn mối có máu thịt thật sự. Mà chiến thuyền vốn ở trên đỉnh đầu nó, lúc này đều bị máu thịt bao trùm. Sau khi trực tiếp bao phủ, hình thành một lớp màng máu màu đỏ. Giờ phút này, bất luận là rắn mối hay chiến thuyền, đều có khí thế cuồn cuộn bạo phát ngập trời, hình thành một lực lượng vô thượng, ngăn cản đại kiếm thế giới của Bạch Tiểu Thuần chém xuống, âm thanh đinh tai nhức óc động thiên động địa vang lên một lực phản chấn còn cuồng bạo hơn so với trước bỗng nhiên bạo phát ra bạch tiểu thuần phun ra máu tươi đại kiếm bắt mạch cũng bị đánh văng ra ở trong một tích tắc này thân thể hắn ở dưới lực phản chấn giống như bị tổn thương nặng nề bỗng nhiên lui về phía sau máu tươi giống như không ngừng được không ngừng phun ra chẳng những là bạch tiểu thuần như vậy cự quỷ vương cũng như vậy mặc dù không phải là bị màn máu phản chấn, nhưng trước đó huyết vụ chấn động, vẫn khiến hắn tổn thương nặng nề. Lúc này hắn cũng rút lui, máu tươi tràn ra. Bao gồm hoa ánh trăng, còn có mặt quỷ khóc cười, tất cả đều đang lui về phía sau, chật vật không thôi. Đáng chết, đáng chết. Đây chính là chiến thuyền tà hoàng từng gia tăng cho quỷ mẫu. Chúng ta làm sao có thể đánh phá được? Mặt quỷ khóc cười kêu lên thảm thiết thân thể của nó cũng đã tiêu tan hơn phân nửa đang quay ngược lại nhanh hơn chỉ có điều mọi người ra tay không phải khiến cho chiến thuyền này lông tóc không tổn hao gì lúc này con rắn mối máu thịt phát ra tiếng gào thét thê lương thân thể của nó cũng chấn động lui lại phía sau hơn nghìn trường trên đỉnh đầu của nó xuất hiện một vết thương cực lớn màng máu tươi rụng xuống một mảng lớn chỉ là vết thương này tuy lớn nhưng không có xuyên qua màng máu bên trong màng máu lúc này quỷ mẫu ở bên trong chiến thuyền trong mắt lộ ra vẻ phấn chấn vô cùng mãnh liệt hơi thở của nàng cũng lộ ra sự kích động mắt thấy đám người bạch tiểu thuần giống như cùng đường liều mạng mỗi người đều bị tổn thương nặng nề nhất là bạch tiểu thuần ngay cả đại kiếm bắt mạch cũng lấy ra nhưng chỉ là vô nghĩa hiện tại hắn còn bị thương thế nghiêm trọng thời gian cũng không còn nhiều lắm nếu trì hoãn tiếp nữa sẽ có chuyện phức tạp. Đòn sát thủ này của Bạch Tiểu Thuần cũng đã hoàn toàn bộc lộ ra. Cho dù còn có một chút cũng không quan hệ tới đại cục. Quỷ mẫu mắt thấy thế cục đã định, nhất là chú ý tới thương thế của Bạch Tiểu Thuần đang cấp tốc khôi phục, trong mắt nàng lóe lên sát cơ bạo phát. Tay phải nàng bấm quyết, tính điều khiển rắn mối xương trắng tiến hành lần giết chết cuối cùng. Nhưng ngay khi con rắn mối này ngẩng đầu rít gào, muốn xông về phía Bạch Tiểu Thuần trong nháy mắt bạch tiểu thuần đang chật vật tay phải đột nhiên giơ lên hung hăng vung về phía chiến thuyền rắn mối dưới cái vung lên này ngay lập tức bốn phía xung quanh có hơi nước dâng lên khắp bầu trời đó chính là thủy trạch quốc độ lại một lần nữa từ trong tay bạch tiểu thuần thi triển ra hai hàm trên dưới của ngạc thú lại huyển hóa ra mang theo tiếng rít gào viễn cổ trong tiếng nổ lớn tính lao tới cắn nuốt chiến thuyền rắn mối dường như liên tục thi triển thủy trạch quốc độ, khiến cho thương thế của Bạch Tiểu Thuần quá nặng, tốc độ khôi phục cũng khó có thể hoàn thành trong nháy mắt giống như thường ngày. Lúc này hắn lại phun ra máu tươi. Lão đảo, rốt cuộc lao thẳng đến biển Vĩnh Hằng phía dưới. Dường như thật sự cùng đường, hắn dự định mượn biển Vĩnh Hằng chạy trốn. Nếu như đổi lại vào thời điểm khác, quỷ mẫu vì cẩn thận, nhất định sẽ xử lý thủy trạch quốc độ trước, sau đó mới đuổi bắt. Nhưng lúc này, cho dù thủy trạch quốc độ từng được thi triển qua một lần, nhưng quỷ mẫu muốn điều khiển chiến thuyền phá giải cũng cần phải tốn thời gian mấy lần hít thở. Nhưng mấy hơi thở này cũng đủ cho Bạch Tiểu Thuần trốn vào bên trong biển vĩnh hằng. Thậm chí nếu như còn có thần thông độn pháp khác, sợ rằng hắn có thể trốn được hơn vạn dặm, cũng không phải không có khả năng. Mà chủ yếu nhất, một khi cho Bạch Tiểu Thuần có cơ hội thở dốc, theo quỷ mẫu thương thế của đối phương sợ là sẽ khôi phục hơn phân nữa. Điều đó sẽ làm thời gian trận chiến này lại tiếp tục kéo dài thêm. Mặc dù không thể thiếu được sự cẩn thận, nhưng thời điểm nên quyết đoán, tất nhiên cũng phải dứt khoát. Huống hồ ta là tu vi thiên tôn. Hiện tại hơn phân nửa con ác chủ bài của đối phương đã nghiền ép qua. Ánh mắt quỷ mẫu chấp động, đã có sự quyết đoán. Nàng không chút do dự, thân thể thoáng một cái, rốt cuộc không để ý tới cái miệng lớn của con ngạc thú thủy trạch quốc độ nữa. Tu vi thiên tôn ầm ầm bạo phát. Dưới một bước, nàng trực tiếp lại xuất hiện ở bên ngoài chiến thuyền, xuất hiện ở trên biển Vĩnh Hằng, xuất hiện ở phía sau lưng Bạch Tiểu Thuần. Trong lần truy kích Bạch Tiểu Thuần này, đây là lần đầu tiên. Nàng rời khỏi chiến thuyền. Nàng trực tiếp chọc về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần. Ngươi là của ta. Trong mắt quỷ mẫu lộ ra thần thái phấn chấn, hưng phấn vô cùng. Nhưng ngay trong nháy mắt khi nàng ra tay, Bạch Tiểu Thuần này nhìn như đang chật vật phun máu tươi, bỗng nhiên quay đầu lại. Trong mắt hắn lộ ra ánh sáng kỳ lạ. Nàng cuối cùng cũng đi ra. Trong một khắc khi những lời này được truyền ra, tất cả thương thế của Bạch Tiểu Thuần đã hoàn toàn khôi phục, lại không có một chút tổn thương nặng nề nào. Đồng thời, khi quỷ mẫu vừa biến sắc Bạch Tiểu Thuần đã giơ tay phải lên. Nhưng hắn không phải chỉ về phía quỷ mẫu, mà là chỉ về phía chiến thuyền rắn mối đang bị thủy trạch quốc độ bao phủ. Trong miệng hắn khẽ thốt ra một tiếng, một con mắt tinh nguyên. Lời nói vừa ra, không phải tất cả biển vĩnh hằng, nhưng tất cả nước biển ở trong phạm vi nơi này, trong chớp mắt giống như bị băng phong vậy. Ở dưới những tiếng kêu két két, chúng hóa thành một mảnh tinh biển những mảnh kiếm thủy tinh đồng thời vỡ nát ra, sau đó hình thành kiếm thủy tinh, từ biển Vĩnh Hằng bạo phát sông lên trời, từ bốn phía xung quanh nổ lớn, trực tiếp lại xuất hiện ở bốn phía xung quanh chiến thuyền rắn mối. Mặc cho con rắn mối này dãy dụ như thế nào, những thanh kiếm thủy tinh đang không ngừng vỡ nát. Thình lình ở phía dưới con rắn mối này, hình thành một cái đế đèn cực lớn bằng thủy tinh. Ngươi Tâm thần quỷ mẫu chấn động Nàng biết mình đã bị trúng kế. Một vài hành vi của đối phương lúc trước chính là để cho mình rời khỏi chiến thuyền. Màn trời vì lòng. Trong lúc tâm thần của quỷ mẫu đang chấn động, Bạch Tiểu Thuần truyền ra câu nói thứ hai. Ầm ầm. Trong những tiếng động vang vọng, hình như có một bàn tay khổng lồ vô hình kéo bầu trời của Đại Lục Vĩnh Hằng xuống, biến nó trở thành cái chụp đèn, bao phủ ở bốn phía xung quanh chiến thuyền rắn mối, hoàn toàn phong ấn đồng thời, quỷ mẫu bên kia sắc mặt biến hóa, muốn trở về chiến thuyền, lại bị ngăn cản ở bên ngoài. Quỷ mẫu có cảm giác bất an mãnh liệt. Nàng phát ra một tiếng gầm khẽ. Tu vi thiên tôn lập tức bạo phát, biến hóa ra vô số lệ quỷ. Sương mù ngập trời. Nàng đang muốn mạnh mẽ xuyên qua. Vạn thọ vô cương. Âm thanh của bạch tiểu thuần lại truyền ra vô số chữ thọ biến ảo ở trên trời địa bên trong thế giới. Bao phủ ở trên chục đèn màn trời kia, khiến cho lực lượng phong ấn lại bạo phát ra mạnh hơn, ngăn cản quỷ mẫu ở bên ngoài. Ngươi sinh ra làm nến. Ngay sau đó, chiến thuyền rắn bội bị trói buộc ở trên đế đèn thủy tinh, bị màn trời phong ấn, bị vạn thọ gia tăng, lại có thể trực tiếp liền bắt đầu trở thành màu trắng, nhanh chóng hóa thành. Sáp ong. Trường sinh. Đèn thành thiên địa nổ lớn, bản thân chiến thuyền rắn mối cùng với bốn phía xung quanh, thình lình huyển hóa thành một ngọn đèn trường sinh đăng cực lớn. Đạo pháp lực bạo phát Dưới lực phản chấn, cho dù là quỷ mẫu thân là thiên tôn, cũng không có cách nào ở trong thời gian ngắn phá vỡ được trường sinh đăng này. Đây cũng chính là nguyên nhân Bạch Tiểu Thuần không sử dụng đạo pháp này về phía quỷ mẫu, mà thi triển về phía chiến thuyền rắn mối. Dù sao quỷ mẫu không phải là thông thiên đạo nhân. Bạch Tiểu Thuần không thể đi đánh cược trường sinh đăng này của mình, sau khi sử dụng ở trên người của quỷ mẫu, đối phương sẽ phá vỡ ở trong thời gian dài hay ngắn. Về điểm này hắn không xác định được. Nếu như thời gian dài còn tốt. Nhưng nếu là thời gian ngắn, như vậy quỷ mẫu nhất định sẽ trở lại bên trong chiến thuyền, lại đứng ở thế bất bại. Cho nên, hắn lui tới cầu thứ hai, không đi phong ấn quỷ mẫu, mà là đi phong ấn chiến thuyền con rắn mối này hắn có 10 phần nắm chắc, chiến thuyền này. Không có quỷ mẫu ở bên trong điều khiển, muốn lao ra khỏi trường sinh đăng, trong thời gian ngắn tuyệt đối làm không được. Về phần chuyện quỷ mẫu bên ngoài tương trợ, Bạch Tiểu Thuần sẽ không cho quỷ mẫu có cơ hội này. Bạch Tiểu Thuần Quỷ mẫu lộ ra sắc mặt khó coi vô cùng. Nàng nhìn ra được tính toán của Bạch Tiểu Thuần. Lúc này trong lửa giận thiêu đốt, nàng ngược lại nở nụ cười cho dù không có chiến thuyền, lấy tu vi thiên tôn của bản tọa, vẫn sẽ nghiền ép được ngươi." Quỷ mẫu vung mạnh hai tay lên. Nhất thời bốn phía xung quanh có sương mù ầm ầm khuếch tán ra phạm vi vạn dặm, khiến cho nơi đây giống như trong nháy mắt hóa thành quỷ vực. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu. Ở trong một chớp mắt này, trong mắt hắn cũng lộ ra ý chí chiến đấu mãnh liệt. Lúc này theo ý chí chiến đấu của hắn dâng lên, suy nghĩ muốn bắt trói quỷ mẫu này lại càng thêm kiên định. Bước đầu tiên đã hoàn thành. Lúc này chính là thời điểm mấu chốt nhất. Bước thứ hai. Bạch Tiểu Thuần giơ tay phải lên, hung hăng nắm chặt. Lực lượng thân thể ầm ầm bạo phát. Trường sinh quyển cùng khí tức bất tử quyển đồng thời dâng lên, dung hợp với nhau, sau đó hình thành khí thế vượt qua chuẩn thiên tôn bình thường. Rất gần với thiên tôn chân chính. Khí thế kia xuất hiện, lập tức khiến cho trời cao thất sắc. Cho dù bên trong phạm vi vạn dặm bị quỷ sương mù bao phủ, cũng vẫn không có cách nào che giấu sự cùng bạo ở trên người Bạch Tiểu Thuần giống như thanh lợi kiếm được rút ra khỏi vỏ vậy. Hắn bước lên trước một bước, toàn thân hóa thành một đạo cầu vồng, lao thẳng đến chỗ quỷ mẫu. Quỷ môn mở. Tay ngọc của quỷ mẫu bấm quyết, chỉ về phía Bạch Tiểu Thuần. Nhất thời quỷ vụ trong phạm vi vạn dặm chợt ngưng tụ lại, hình thành một vòng xoáy cực lớn từ bên trong vòng xoáy này, có vô số lệ quỷ trực tiếp bay ra. Những lệ quỷ này giữ tận lao thẳng đến chỗ bạch tiểu thuần. Tre già mang mọc, số lượng đếm không hết. Đỉnh quỷ đạo. Còn không kết thúc. Trong chớp mắt khi những lệ quỷ này xuất hiện, quỷ mẫu lại bấm quyết. Ngay lập tức, mỗi một con lệ quỷ này lại lớn tiếng gào thét. Cuối cùng chúng hạ xuống, không ngừng cắn nuốt dung hợp. Chớp mắt một cái, chúng lại hóa thành một con quỷ vương cực lớn với kích thước chừng nghìn trượng toàn thân quỷ vương này từ trên xuống dưới đều có từng con mắt quỷ hoặc nhìn vô cùng quỷ dị lúc này sau khi xuất hiện nó tản ra sóng dao động của tu vi chuẩn thiên tôn trích gào nhằm về phía bạch tiểu thuần gương quỷ ảnh vẫn không để yên quỷ mẫu lại bấm quyết nhất thời thân thể quỷ vương này rốt cuộc xuất hiện ảo ảnh trùng điệp trong chớp mắt lại có thể huyễn hóa ra ba vị. Kể cả bản thân hắn, tổng cộng có bốn vị quỷ vương, hình thành trận pháp nào đó, công kích bạch tiểu thuần. Chỉ là đạo pháp này lại vượt qua thông thiên đạo nhân. Bạch tiểu thuần cười lạnh. Thoáng một cái ra, tiếng sấm nhất thời khuếch tán. Bốn vị quỷ vương này liên thủ, cũng không phải là đối thủ của bạch tiểu thuần, bị hắn đánh một quyền, chợt lui về phía sau. Nhưng trong mắt Quỷ Mẫu lại lộ ra một tia châm chọc, tay phải bấm quyết, lại chỉ một cái. Quỷ môn. Quang. Theo lời nàng nói truyền ra, bốn vị quỷ vương này quay ngược lại, thân thể đột nhiên tự nổ tung, dung hợp với nhau, sau đó hình thành một cánh cửa lớn, trấn áp về phía Bạch Tiểu Thuần. Ầm ầm. Trong tiếng chấn động lớn, trên quỷ môn này tản ra uy áp cường hãn vô cùng. Bạch Tiểu Thuần hít thở gấp gáp, nhưng lại không có cách nào né tránh. Hắn bị quỷ môn này trực tiếp đánh vào trên người, bị trấn áp tại biển Vĩnh Hằng. Quỷ mẫu không tiếp tục ra tay. Nàng đã biết về khả năng khôi phục của Bạch Tiểu Thuần. Lúc này trong lòng nàng đã không còn tiếp tục kiên kỵ thế giới chi bảo của Bạch Tiểu Thuần. Nàng nhìn dường như vẫn thoải mái, ngôn từ cũng cuồng ngạo. Nhưng trên thực tế điều khiến cho nàng đau đầu nhất. Chính là năng lực khôi phục của Bạch Tiểu Thuần loại phương pháp này đánh như thế nào cũng đánh không chết chỉ trong chớp mắt lại khôi phục như cũ thật quá kỳ dị cũng khiến cho nàng cảm thấy khó chơi lúc này không chút do dự nhân lúc bạch tiểu thuần bị trấn áp quỷ mẫu thoáng một cái dưới lao thẳng đến chỗ chiếc thuyền xương rắn mối tính sẽ đi phá vỡ trường sinh đăng càng tới gần quỷ mẫu toàn diện bạo phát ra tu vi thiên tôn trong hư vô phía sau lưng nàng trực tiếp lại xuất hiện vô số quỷ thủ những quỷ thủ này đang xen cùng một chỗ giống như có thể xé mở tất cả vách ngăn biến ảo ở bốn phía xung quanh trường sinh đăng hung hăng nắm lấy sau khi quỷ mẫu gầm nhẹ một tiếng chúng bỗng nhiên xé ra tiếng sấm bạo phát ở trong vô số quỷ thủ xé này rách trường sinh đăng lập tức lại tan vỡ ra nhưng ngay khi quỷ mẫu đang vui mừng trong nháy mắt toàn bộ màn trời đột nhiên xuất hiện vô số trường sinh đăng trên mỗi một chục đèn thình lình xuất hiện bóng dáng của chiếc thuyền xương rắn mối. Đáng chết! Quỷ mẫu nhất thời lộ ra sắc mặt khó coi. Nàng không nghĩ tới trường sinh đăng này lại còn có loại biến hóa thứ hai. Lúc này nàng lại muốn tiếp tục ra tay, chợt trên biển Vĩnh Hằng truyền tới tiếng nổ lớn. Quỷ môn quan kia trực tiếp nổ tung ra. Bóng người bạch tiểu thuần từ bên trong bay lên trời. Tuy bộ dạng hắn có chút chật vật, nhưng lại lông tóc không tổn hao gì hoàn toàn không có một chút thương thế nào thấy vậy quỷ mẫu cắn răng tay phải vỗ vào túi đựng đồ ngay lập tức ở bên cạnh nàng xuất hiện một cái chuông cái chuông này mới vừa xuất hiện liền truyền ra âm thanh thanh thúy vang vọng khắp nơi đồng thời xương của vô số động vật biển tử vong ở dưới đáy của biển vĩnh hằng chôn cất trong không biết bao nhiêu năm tháng lưu lại tất cả đều chấn động cuối cùng mỗi một con giống như bị triệu hoáng trong nháy mắt từ bên trong nước bùng lao ra lao thẳng đến mặt biển phóng tầm mắt nhìn lại trong phạm vi một mảnh biển vĩnh hằng này trong sóng lớn cuồn cuộn từng cái xương phóng lên cao cốt độc quỷ mẫu cắn răng lúc âm thanh truyền ra những cái xương này cuối cùng đều vỡ nát nổ tung ra trở thành từng mảnh phấn xương rơi trong bốn phương tám phương đồng thời một khí tức kịch độc cũng tản ra bốn phía xung quanh thân thể cường hãn như vậy thì sử dụng độc tới ăn mòn quỷ mẫu hừ lạnh tay phải bấm quyết chỉ vào cái chuông nhất thời cái chuông này lại chấn động mãnh liệt lay động càng lúc càng nhanh trên biển vĩnh hằng xương xuất hiện cũng càng lúc càng nhiều thậm chí trên tiên vực thứ ba phía xa lúc này mặt đất ở gần biển vĩnh hằng cũng bắt đầu vỡ nát từng bộ hài cốt bay ra lao thẳng đến nơi đây. Sau đó, tất cả cũng tan vỡ, hóa thành cốt độc, bao phủ toàn bộ thiên địa. Độc tán Giữa không trung, trong mắt quỷ mẫu lộ ra sát cơ mãnh liệt, ấn quyết biến hóa. Nhất thời vô số cốt độc ở bốn phía xung quanh giống như hóa thành thực chất, nắm giữ trọng lượng, giống như bùn đất, trực tiếp bao phủ bạch tiểu thuần ở bên trong, chôn hắn. Trong tiếng đổ lớn, theo cốt độc chôn xuống, hơi thở của quỷ mẫu cũng có chút gấp gáp nàng ra tay chính là đòn sát thủ của mình lúc này mắt thấy lại phong ấn bạch tiểu thuần thân thể nàng thoáng một cái lao thẳng đến trời cao hai tay đưa ra trong miệng phát ra một tiếng gào thét chói tai tiếng gào thét này quá mạnh mẽ hình thành lực xuyên qua hóa thành sóng âm trùng kích toàn bộ trời cao sóng âm đi qua nơi nào trên bầu trời từng ngọn đèn trường sinh đăng nhất thời tan vỡ với phạm vi lớn Chấp mắt một cái, tất cả trường sinh đăng lại bị phá hủy. Nhưng quỷ mẫu sắc mặt vui mừng không đợi hiện lên, sắc mặt nàng lại đầu tiên đại biến, một để cho nàng kinh hải khí tức, trong không trung trường sinh đăng sau khi biến mất. Từ rắn mối chiếc thuyền xương bốn phía xung quanh, lại một lần nữa bạo phát ra. Lần này, hình như toàn thế giới trở thành chục đèn. Cả vùng trở thành đế đèn. Trường sinh đăng vẫn không có bị phá ra sao có thể như vậy được? Quỷ mẫu thất thanh. Đừng nói bạch tiểu thuần là chuẩn thiên tôn, cho dù là thiên tôn chân chính, theo quỷ mẫu, cũng vẫn không có cách nào triển khai được đạo pháp liên hoàng kinh người như vậy. Ở trong tâm thần quỷ mẫu chấn động mãnh liệt, những cốt độc giống như bùng đất phía dưới lại trực tiếp truyền ra những tiếng nổ lớn. Bỗng nhiên chúng nổ tung ra. Bóng dáng của bạch tiểu thuần từ bên trong, đi từng bước một đi ra vẫn là bộ dạng chật vật, nhưng đồng thời vẫn là lông tóc không tổn hao gì. Quỷ mẫu, ta rất thất vọng về nàng. Bạch Tiểu Thuần hờ hững mở miệng. Quỷ mẫu nhìn chầm chầm vào Bạch Tiểu Thuần, ngực phập phòng kịch liệt. Nàng đã bỏ qua chuyện đi tiêu diệt trường sinh đăng. Loại trường sinh đăng này lấy thế giới làm cơ sở, trong lòng nàng biết rõ nếu như mình ở bên trong chiến thuyền xương điều khiển còn tốt. Nhưng ở ngoài phá vào, trong thời gian ngắn không thể giải giải được. Lúc này trong sự tức giận, sát cơ của nàng đối với Bạch Tiểu Thuần cũng mãnh liệt hơn. Thật sự cho rằng bản tọa không có cách nào bắt được ngươi sao. Chẳng qua là bản tọa không muốn gây ra dao động quá lớn, khiến cho các thiên tôn khác chú ý mà thôi. Ánh mắt của quỷ mẫu lộ ra sự quyết đoán. Tay phải của nàng chậm rãi dơ lên. Trong mắt nàng chớp động ánh sáng âm tu sắc bén. Nhìn kỹ, sâu bên trong mắt nàng có vô số quỷ ảnh lóe lên. Cảnh giới thiên tôn. Nhưng ngưng tụ đạo loại. Đạo loại ẩn chứa ý niệm của thế giới. Để cho ngươi nhìn một chút, cái gì là đạo pháp của thiên tôn? Tay trái của quỷ mẫu chợt nhấn một cái, cách không một trảo đánh về phía bạch tiểu thuần. Nhất thời toàn thế giới đều ầm ầm chấn động. Nhất là ba tòa tiên vực của tà hoàng triều, càng như vậy. Vào giờ phút này, Tất cả các châu, tất cả các quận bên trong Tà Hoàng triều, tất cả tu sĩ, người phàm, vô số con dân Tà Hoàng triều trong thành, rốt cuộc trong mắt đều lộ ra sự mờ mịt. Mỗi một người lại có thể vô ý thức nâng tay trái của mình lên, hướng về phía Bạch Tiểu Thuần đang ở chỗ biển Vĩnh Hằng, chậm rãi đánh ra một trảo. Vào giờ phút này, thái cổ duy nhất bên trong Tà Hoàng triều, Tà Hoàng thế hệ này vốn đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, Đột nhiên hắn lại mở mắt ra. Không chỉ là hắn, còn có năm thiên tôn khác bên trong Tà Hoàng Thành, không quan tâm đang làm cái gì, đều ở trong một cái chớp mắt này, thần sắc biến đổi. Có người ở vận dụng thiên tôn pháp. Khí tức này là quỷ mẫu. Tà Hoàng Triều chấn động. Đồng thời, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần cũng đột nhiên thay đổi. Hơi thở của hắn dồn dập vô cùng. Trước đó hắn vẫn đang suy nghĩ cảnh giới thiên tôn hình như so với bán thần cũng không có gì khác biệt quá lớn. Chẳng qua là 50 bước so với trăm bước mà thôi. Nhưng vào giờ phút này, suy nghĩ của hắn lập tức thay đổi. Hắn nhận thấy được bốn phía xung quanh thân thể mình, xuất hiện vô số cái tay không nhìn thấy được nhưng lại có thể cảm nhận được, những cái tay này đều chộp vào trên người của mình. Số lượng rất nhiều. Dường như tất cả chúng sinh của ba tòa tiên vực bên trong tà hoàng triều đều đang xuất lực cho dù bạch tiểu thuần cường hãng mấy đi nữa căn bản cũng không có cách nào phản kháng dễ dụ thân thể hắn rốt cuộc không chịu sự khống chế của bản thân lao thẳng đến chỗ quỷ mẫu cùng lúc đó cảnh tượng như vậy cũng khiến cho bạch tiểu thuần mơ hồ cảm thấy quen thuộc vốn không có ý định chuẩn bị để cho mọi người đều biết nếu đã như vậy chỉ có thể từ bên trong hồn của ngươi tìm chút bồi thường thân thể ngươi bất diệt khôi phục nghịch thiên như vậy thì xem thử hồn của ngươi có thể cũng bất diệt cũng có lực khôi phục kinh người hay không? Quỷ đạo hồn pháp Quỷ mẫu mở miệng thốt ra từng chữ Bốn chữ vừa truyền ra, trong nháy mắt, tay trái của nàng càng trở nên gần như trong suốt, giống như có trạng thái tự do cùng mảnh thế giới này. Một tay nàng chọc về phía thiên linh của Bạch Tiểu Thuần, giống như xuyên qua thân thể, nắm lấy thần hồn. Nhưng ngay khi tay trái của quỷ mẫu chạm tới trán của Bạch Tiểu Thuần, thậm chí muốn xuyên qua trong chớp mắt bỗng nhiên thân thể bạch tiểu thuần này đang bị khống chế không thể nhúc nhích trong mắt hắn lại có tinh quang chấp hiện cánh tay trái của hắn giơ lên nắm lấy tay trái của quỷ mẫu cùng lúc đó ở trong mắt của quỷ mẫu lộ ra sự chấn động kinh ngạc tay phải của bạch tiểu thuần lóe lên đại kiếm của thế giới bắt mạch thình lình xuất hiện hắn hoàn toàn không có một chút do dự hung hăng chém về phía tay trái của quỷ mẫu. Ta chờ cái tay trái này của ngươi đã rất lâu rồi. Công tôn viễn nhi, tỉnh lại. Một kiếm hạ xuống, giống như từ lúc khai thiên lập địa. Trong rất nhiều máu tươi rơi ra, quỷ mẫu kêu lên thảm thiết, cũng chói tai đến cực hạn. Trong mắt nàng mang theo sự sợ hãi, còn có khiếp vía. Nàng muốn giải dụa, nhưng đại kiếm bắt mạch của Bạch Tiểu Thuần quá nhanh. Bạch Tiểu Thuần, ngươi dám, theo ánh sáng màu xanh lam sáng chói chiếu ra quỷ mẫu phát ra tiếng gào thét thê lương trong tiếng kêu thảm thiết thần sắc nàng vặn vẹo nhanh chóng lui về phía sau tóc tai nàng bù xù tay trái của nàng bị một kiếm của bạch tiểu thuần trực tiếp chặt đứt bạch tiểu thuần ta muốn giết ngươi quỷ mẫu điên cuồng cánh tay bị cắt đứt đau đớn mãnh liệt không phải là nguyên nhân khiến cho nàng điên cuồng nguyên nhân chân chính là câu nói thứ hai của Bạch Tiểu Thuần trước đó. Đây chính là kế hoạch của Bạch Tiểu Thuần. Bước đầu tiên, hắn muốn khiến cho quỷ mẫu đi ra khỏi chiếc thuyền xương. Bước thứ hai, chính là nghĩ biện pháp chém xuống tay trái của quỷ mẫu. Cũng chỉ có thể là tay trái. Nhưng tất cả phát triển cũng không phù hợp với kế hoạch của Bạch Tiểu Thuần. Xuất hiện một ít biến số. Giống như quỷ mẫu cuối cùng thi triển ra đạo pháp Thiên Tôn mức độ cường hãn của nó, loại thần thông này lại dường như có thể ngưng tụ ý niệm của toàn bộ chúng sinh trong tà hoàng triều. Điều này ngoài dự đoán của Bạch Tiểu Thuần, khiến cho hắn trở tay không kịp. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được chỗ thật sự khủng khiếp của cảnh giới thiên tôn. Cũng chính là vào lúc đó, hắn nhớ tới cảm giác quen thuộc là từ chỗ nào. Năm đó ở khuê phòng bên trong chiếc thuyền xương này, quỷ mẫu cũng từng thi triển qua đạo Pháp cùng loại đạo pháp kia khống chế không phải là thân thể của bạch tiểu thuần mà là ý thức của hắn hình như muốn đi bóp méo trí nhớ của hắn hiện tại xem ra hiển nhiên khi đó bởi vì bản thân của quỷ mẫu không hoàn chỉnh vì rời xa tà hoàng triều cho nên có thể làm được không phải là mạnh mẽ khống chế thân thể mình giống như bây giờ chỉ có thể ở trong lúc mình không nhận thức được thi triển đạo pháp thiên tôn đi mê hồn mà bất luận là loại nào cảnh tượng xuất hiện năm đó, lại một lần nữa hiện ra. Một tia niệm lực trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt, thân thể hắn lại khôi phục tất cả hành động. Trên thực tế quỷ mẫu chắc hẳn có thể nghĩ tới. Chỉ là nàng chung quy vẫn sơ sót. Dù sao nơi này là đại lục vĩnh hằng. Quy lực thiên tôn Pháp có thể đạt được 10 phần. Nàng không có ý thức được, Bạch Tiểu Thuần lại còn có thể hóa giải mà nàng càng không nghĩ đến mục đích của bạch tiểu thuần ại là tay trái của mình bạch tiểu thuần lạnh lùng nhìn quỷ mẫu lui về phía sau hắn không để ý đến tiếng gào thét thê lương này của quỷ mẫu thân thể hắn cũng lui về phía sau hắn cầm tay trái của quỷ mẫu lúc này chợt vung lên thần thức dung nhập vào bên trong trực tiếp tản ra sóng dao động sau đó hắn giống như kích phát tàn hồn ẩn giấu ở bên trong cánh tay trái này của quỷ mẫu trong nháy mắt cánh tay trái này lại hóa thành một mảnh huyết vụ ngưng tụ thành một thân ảnh mơ hồ chính là tiểu nữ hài năm đó ở trên chiếc thuyền xương bị quỷ mẫu dung hợp nàng chậm rãi mở mắt ra sâu bên trong mắt nàng lộ ra sự mờ mịt nàng nhìn tất cả mọi thứ ở bốn phía xung quanh dường như còn chưa có tỉnh táo cho đến khi bên tai của nàng truyền đến âm thanh ẩn chứa tu vi của bạch tiểu thuần trực tiếp ở trong hồn của nàng giống như tiếng chuông lớn vậy vang vọng Công Tôn Nguyễn Nhi Công Tôn Nguyễn Nhi là ai? Cái tên này thật quen thuộc, giống như là ta đã từng dùng qua, tiểu nữ hài mê mang nhìn bạch tiểu thuần, lại nhìn bốn phía xung quanh. Năm đó, nàng thất bại, bị bản tôn của nàng cắn nuốt dung hợp. Hiện tại, ta một lần nữa thức tỉnh nàng, lại cho bản thân nàng. Từ nay về sau, có cơ hội làm chủ đạo hồn. Ta chỉ cần nàng đi cướp đoạt chiến thuyền, trong quá trình đi về phía Thánh Hoàng Triều, nghe hiệu lệnh của ta là được. Trong đầu của tiểu nữ hài giống như có âm thanh chung lớn lại một lần nữa vang vọng, khiến cho thân thể nàng run rẩy. Hình như ở trong trí nhớ, có vô số mảnh nhỏ phải lao tới, muốn tổ hợp cùng một chỗ, nhưng lại vẫn không có cách nào làm được. Bạch tiểu thuần nhíu mày. Nhìn thần sắc tiểu nữ hài lúc này vặn vẹo, mang theo sự thống khổ, trong mắt lại mờ mịt dãy dụa, hắn giơ tay phải lên, đặt ở trên đỉnh đầu của tiểu nữ hài. Thần thức của hắn lại bạo phát, hóa thành một đạo thiên lôi, ở trong trí nhớ tàn hồn của tiểu nữ hài, trực tiếp nổ tung ra. Ầm ầm ầm. Thiên lôi vang vọng. Hình như tất cả mảnh nhỏ trong đầu của tiểu nữ hài nổ tung, khiến cho những mảnh nhỏ ký ức này bay lượn, một lần nữa ngưng tụ lại cùng nhau. Thân thể của nàng càng thêm run rẩy. Nàng hít thở càng lúc càng gấp rút sự mờ mịt trong mắt nàng dần dần biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thay vào đó, lại là một sự u ám sắc bén và khí tức băng hàng khiến người ta sợn tóc gáy. Tiểu ca ca, tiểu nữ hài bỗng nhiên cười, ngẩng đầu, nhìn bạch tiểu thuần. dáng vẻ tươi cười của nàng sáng lạng, công tôn viễn nhi, trở về. Tất cả những điều này nhìn như thông thả, nhưng trên thực tế đều chỉ phát sinh trong vòng mấy cái hít thở công tôn nguyễn nhi lộ ra dáng vẻ tươi cười lúc này rơi ở trong mắt bạch tiểu thuần bạch tiểu thuần cho dù đã vượt qua chuẩn thiên tôn cũng cảm thấy da dầu có chút tê dại công tôn nguyễn nhi này ở bên trong thế giới thông thiên những năm qua đã cho bạch tiểu thuần ấn tượng quá khắc sâu còn ngươi nữa quỷ mẫu công tôn nguyễn nhi rõ ràng đang đứng đối diện với bạch tiểu thuần ở nơi đó nhưng đầu lại chợt đảo ngược quỷ dị chuyển ở sau đầu nhìn về phía quỷ mẫu đã mất đi cánh tay trái lúc này khí tức dao động kịch liệt sắc mặt biến cực kỳ khó coi công tôn uyển nhi lại cười tiếng cười của nàng càng lúc càng lớn cũng chói tai cũng quỷ dị mặc dù khí tức trên người nàng vẫn yếu ớt nhưng giờ phút này nàng hình như sử dụng tiếng cười nói cho tất cả mọi người biết nàng thật sự đã trở về trong mắt nàng không có nửa điểm mờ mịt ánh mắt nàng lóe lên còn lập tức lại phân tích ra tất cả mọi chuyện. Rõ ràng theo kế hoạch của Bạch Tiểu Thuần, năm đó nàng bị quỷ mẫu dung hợp, vốn mang theo không cam lòng mãnh liệt. Lúc này nàng hoàn toàn không có chút do dự nào, đã quyết định hợp tác cùng Bạch Tiểu Thuần. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 1286 tới 1290. Nàng càng hiểu rõ, cho dù là bị trói đi, Thánh hoàng cũng tuyệt đối sẽ không giết chết Thiên Tôn. Thế giới này Thiên Tôn chỉ có mấy người như thế. Một khi thánh hoàng động thủ, tà hoàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mà giữa hai đại hoàng triều tuy có ma sát, tất cả lãnh thổ ngươi tranh ta đoạt, nhưng còn xa mới tới trình độ ngươi chết ta sống. Huống gì quan trọng nhất, thân là Thiên Tôn, đều có một tia đạo loại ở lại trong hoàng triều. Cường giả cảnh giới thái cổ tuyệt thế, có năng lực dựa vào một tia đạo loại này sống lại dưới quyền thiên tôn. Mặc dù cần bỏ ra cái giá không nhỏ, lại có rất nhiều hạn chế, nhưng từ trên trình độ nào đó mà nói, thái cổ bất tử, thiên tôn bất diệt. Cho nên, lần này tất nhiên là sau khi Tà Hoàng bỏ ra một ít giá lớn, từ bên kia thánh hoàng đổi mình lại. Khi đó, mình trở lại Tà Hoàng triều, vì bản thân cũng là quỷ mẫu, cho dù Tà Hoàng cũng cũng không thể đi tham dự vào chuyện giữa nàng cùng bản tôn trong chớp mắt, tất cả những điều này hiện ra ở trong đầu của công tôn Viễn Nhi. Nụ cười của nàng càng thêm sáng lạng. Thoáng một cái, thân thể nàng lao thẳng đến chỗ chiếc chiến thuyền. Lúc này, hơi thở của cự quỷ vương gấp gáp, lộ ra sự kích động. Hắn mang theo hoa ánh trăng, còn có mặt quỷ khóc cười ở dưới sự khống chế của ý thức bạch tiểu thuần, lập tức đi theo. Đây chính là chuyện trước đó sau khi hắn nghe được kế hoạch của Bạch Tiểu Thuần, bạch tiểu thuần yêu cầu hắn phải làm phải đi cùng công tôn uyển nhi tới chiến thuyền đề phòng nếu chẳng may mắt thấy tất cả những điều này phát sinh quỷ mẫu đã phát cuồng lúc này ở trong sự thê lương nàng cảm nhận được suy yếu trước đó cho dù trong lòng đã tràn ngập hận ý nhưng chung quy lại không dám tiếp tục chiến đấu nữa nàng nhanh chóng lui về phía sau trong lúc đó nàng còn hô hoáng thiên tôn khác cứu viện chỉ là đại lục vĩnh hằng quá lớn cho dù là thiên tôn cũng khó có thể lập tức chạy tới bạch tiểu thuần càng không thể nào bỏ qua cho quỷ mẫu lúc này hắn bỗng nhiên truy kích lão quỷ bà ngươi trước đây ở vùng cấm sinh mạng đã nhiều lần làm cho ta khiếp sợ khi dễ ta nhát gan có đúng hay không mới vừa rồi còn lớn lối như vậy nói cho ngươi biết lão tử đã không giống như trước Xem lần này ta thu thập ngươi như thế nào." Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới cảnh tượng lúc trước bị đuổi giết, còn có những chuyện năm đó, đã cảm thấy trong lòng tức giận. Lúc này quỷ mẫu bị suy yếu từng tầng một. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng. Ở trên biển vĩnh hằng này, khí tức kinh thiên dâng lên, không ngừng truy sát. Máu tươi của quỷ mẫu phun ra, chật vật đến cực hạn. Mặc cho nàng thi triển đạo pháp thần thông như thế nào, cũng chỉ là chuyện vô nghĩa ở dưới sự truy kích của bạch tiểu thuần cũng giống như lúc trước nàng truy sát bạch tiểu thuần vậy khó có thể hoàn toàn chạy trốn được điều duy nhất nàng có thể làm chính là sử dụng mình tốc độ hồn pháp cực hạn của mình muốn kéo dài thời gian nhưng tất cả những điều này thời điểm chiếc chiến huyền rắn mối xương trắng từ phía xa ầm ầm lao đến khi nhìn thấy được công tôn uyển nhi đứng ở trên chiến thuyền đó nhìn về phía mình mỉm cười quỷ mẫu tuyệt vọng nở nụ cười thảm tay trái của nàng là mấu chốt để điều khiển chiến thuyền. Lúc này chiến thuyền nổ lớn, đập vỡ tất cả hy vọng của nàng, không tốn bao nhiêu khí lực, ở dưới biển lửa và cột ánh sáng màu đen của chiến thuyền, ở trong ba mặt quỷ lớn dữ tợn, thậm chí cuối cùng cũng không có cần bạch tiểu thuần ra tay, quỷ mẫu đã bị bắt sống. Khi công tôn Nguyễn Nhi phấn chấn hóa thành khí đen, chui vào trong thất khiếu của quỷ mẫu, được sự giúp đỡ của bạch tiểu thuần bắt đầu dung hợp chiếc chiến thuyền rắn mối xương trắng này đã bạo phát ra tốc độ cực hạn ở trên biển Vĩnh Hằng này. Lao về phía Thánh Hoàng Triều, mang theo một phần đại lễ đủ để cho Thánh Hoàng lộ vẻ xúc động, làm cho cả Thánh Hoàng Triều chấn động, làm cho cả Tà Hoàng Triều chấn động mạnh. Gào thét lao đi. Đây chính là danh trạng chúng ta ném ra. Chính là thiên tôn. Bạch Tiểu Thuần ta phất tay áo, dám không tan thành mây khói sao? lúc trước Bạch Tiểu Thuần tinh thần sa sút lúc này không thể nói là đã quét sạch. Nhưng nghĩ tới cảnh tượng chấn động do chuyện này đưa tới, hắn cũng không tránh khỏi cảm thấy hăng hái, đứng ở trên chiến thuyền. Tay áo vung lên, ngạo nghễ mở miệng. Một thiên tôn, chính bán thần. Phần đại lễ này, sợ là từ khi Thánh Hoàng Triều thành lập tới nay, từ trước tới nay cũng chưa từng thu được. Nhất từ trước tới nay. Chuyện này quá lớn căn bản cũng không cần Bạch Tiểu Thuần đi tuyên dương. Theo lúc trước khi quỷ mẫu thi triển đạo Pháp Thiên Tôn, đã dẫn tới tất cả Thiên Tôn cùng với tà hoàng bên trong tà hoàng triều chú ý, rất nhanh. Không lâu sau khi con rắn mối xương trắng rời khỏi đó, ở khu vực biển Vĩnh Hằng, nơi Bạch Tiểu Thuần cùng quỷ mẫu giao chiến, lại lập tức bị từng thần thức trong nháy mắt ngưng tụ. Tổng cộng 5 đạo thần thức, chính là năm đại thiên tôn bên trong tà hoàng triều hôm nay. Thần thức của bọn họ không phải đồng thời đến, mà là lục tục hạ xuống. Nhưng mỗi một thần thần hạ xuống, sau khi cảm nhận được khí tức nơi đây, tâm thần đều chấn động mãnh liệt, giống như thiên lôi đánh xuống từng trận. Nhất là sau khi thần thức của vị quản mục thiên tôn kia hạ xuống, dựa vào đạo pháp đặc biệt của hắn, trình diễn ra hình ảnh của Bạch Tiểu Thuần cùng quỷ mẫu ra tay trong mấy hơi thở cuối cùng. Tâm thần mọi người đều cuộn trào, kinh thiên động địa, chấn động kinh ngạc cùng phẫn nộ đã đạt tới cực hạn. Bắt trói thiên tôn của triều ta. Muốn đưa quỷ mẫu thiên tôn cho thánh hoàng, làm danh trạng. Cùng đồ lớn mật. Người này không ngờ lại dám sỉ nhục triều ta như vậy. Phẫn độ đến từ năm vị thiên tôn, lập tức khiến cho trời cao vạn vẹo, phong vân cuốn ngược. Biển Vĩnh Hằng đều không chịu nổi sóng thần thức của năm đại thiên tôn, nhất thời cùng cuộn ngập trời. Đuổi theo thần thức của năm vị thiên tôn trong tà hoàng triều này lập tức có quyết định. Mặc dù bản tôn của bọn họ không có tới, nhưng năm thần thức mạnh mẽ. Cho dù Bạch Tiểu Thuần là tu vi chuẩn thiên tôn, một khi bị đuổi theo, cũng không phải là đối thủ. Tiếng sấm không ngừng khuếch tán ra, rít gào. Biển Vĩnh Hàng dường như chịu áp lực, chỉ có thể hóa thành từng đợt sóng lớn hơn nữa, không ngừng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, giống như hình thành sóng thần, mấy ngày liền tiếp đất thiên tôn bị bắt trói, chuyện này quá lớn. Năm vị thiên tôn biết được. Đồng thời, một ít bán thần trong tiên vực thứ ba này cũng sử dụng cách thức của từng người biết được chuyện này. Mỗi người đều mở to mắt, trong lúc hít sâu, hoảng sợ vô cùng. Rất nhanh, chuyện này giống như gió bão, điên cuồng truyền ra ở toàn bộ tiên vực thứ ba thậm chí bên trong tà hoàng triều. Thậm chí thánh hoàng triều cũng nghe được được ít lời đồn đại mà biết được chuyện này còn sớm hơn so với bọn họ lại là tà hoàng trong tà hoàng triều trong nháy mắt khi bạch tiểu thuần bắt trói quỷ mẫu đưa đi hắn đang nhắm mắt chợt mở mắt ra sâu bên trong mắt hắn có tinh quang bắn ra còn có một sự tức giận tràn ngập hắn hừ lạnh một tiếng muốn đứng dậy nhưng trong chớp mắt khi đứng dậy bước chân hắn lại chợt dừng lại hắn ngẩng đầu nhìn về phía thánh thành hoàng của thánh hoàng triều người ngoài không cảm giác được nhưng ở trong một chất mắt này hắn nhận thấy được rõ ràng ở bên trong thánh hoàng thành xa xôi có một khí tức không kém gì mình đang dâng lên ngập trời từ phía xa đối lập lại dường như chỉ cần mình đi ra khỏi tà hoàng thành này bước vào biển vĩnh hằng như vậy vị thánh hoàng ở thánh hoàng thành kia nhất định sẽ ra tay ngăn cản hậu quả khi loại chuyện này cứ thế tiến hành chính là trạng thái của hai đại hoàng triều ban đầu chỉ là xung đột mâu thuẫn với phạm vi nhỏ sẽ biến thành chiến tranh phạm vi lớn chuyện này bất luận là tà hoàng hay thánh hoàng cũng không nguyện ý lựa chọn thật ra thánh hoàng triều mặc dù có yếu thế nhưng tà hoàng triều cho dù giành được thắng lợi cuối cùng cũng phải trả giá cao cho dù là bản thân tà hoàng cũng vẫn không có cách nào quyết định dưới sự kiềm chế lẫn nhau ánh mắt của tà hoàng lóe lên lại chậm rãi ngồi xuống. Chỉ là trong giờ phút này, băng hàng trong mắt hắn càng thêm nồng đậm. Ở trong lúc tà hoàng ở đây buông tha truy kích, đồng thời ở một chỗ tiên vực khác, trong hoàng cung của thánh thành hoàng trong thánh hoàng triều lúc này có tiếng cười truyền khắp thiên địa. Trong lúc mọi người trong thánh hoàng thành vô cùng kinh ngạc, sau tiếng cười kia, có một giọng nói ôn hòa từ bên trong hoàng cung truyền xuống pháp lệnh. Cổ thiên quân đạo hữu, vẫn mong đi tới biên giới một chuyến, thay mặt bản hoàng nên đón vị đạo hữu thế giới thông thiên dâng lên đại lễ này theo âm thanh vang vọng một kiếm khí kinh thiên từ bên trong thánh hoàng triều phóng lên cao ở bên trong kiếm khí kia bên trong hư vô đi ra một người nam tử trung niên mặc áo bào trắng mái tóc bạc thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị phía sau lưng đeo một thanh đại kiếm nam tử này tuấn lãng không tầm thường lúc này sau khi hướng về phía hoàng cung của thánh hoàng thành hơi cúi đầu hắn xoay người thoáng một cái, lao thẳng đến phía xa. Ở phía sau hắn cũng có không ít cường giả bán thần đều đi theo. Chuyện này khiến cho không ít người vô cùng kinh ngạc. Theo sự tìm hiểu, rất nhanh bên trong Thánh Hoàng thành thậm chí Thánh Hoàng Triều càng lúc càng có nhiều người biết được chuyện này. Sau khi nghe được, bọn họ đều trợn mắt hốc mồm. Có tu sĩ thế giới thông thiên bắt trói được quỷ mẫu thiên tôn của tà Hoàng Triều. Muốn tới Thánh Hoàng Triều chúng ta, ném danh trạng trời ạ à, người thế giới thông thiên này sao lại có lá gan lớn như vậy bắt trói thiên tôn ở trong sự chấn động của hai đại hoàng triều thời gian trôi qua rất nhanh đã qua mấy ngày vì tốc độ của con rắn mối xương trắng càng lúc càng nhanh lao nhanh ở trên biển vĩnh hằng này tốc độ kia thậm chí vượt qua bản thân của quỷ mẫu khiến cho thần thức của năm vị thiên tôn tà hoàng triều phía sau nhất thời nữa khắc khó có thể đuổi theo đặc biệt là càng rời xa tà hoàng triều càng đến gần thánh hoàng triều bọn họ càng thêm lo lắng thậm chí ở năm người phân tích tốc độ đuổi bắt như vậy sợ là cho dù đuổi kịp cũng đã cách thánh hoàng triều không xa loại chuyện này sẽ khiến cho bọn họ rất bị động cuối cùng trong lúc đang do dự pháp lệnh của tà hoàng lại truyền vào trong tâm thần của năm người bọn họ lúc này bọn họ mới bỏ qua truy kích thần thức của năm người hóa thành năm thân ảnh mơ hồ đứng ở trên biển vĩnh hằng nhìn về phía nơi xa xăm trong mắt của năm đại thiên tôn tà hoàng triều này đều lộ ra sự âm u lạnh lẽo sắc bén bạch tiểu thuần sao ở dưới tình huống tà hoàng muốn biết được cái tên này rất nhanh đã khiến cho tất cả mọi người biết được lúc này bọn họ cũng đã được hiểu rõ tất cả từ trong pháp lệnh của tà hoàng khôi tổ của thế giới thông thiên năm người cười lạnh thu hồi ánh mắt thần thức dần dần tiêu tan trở về truy binh buông tha đồng thời ở trong thiên địa cách thần thức của năm người rất xa xôi công tôn uyển nhi điều khiển rắn mối xương trắng tốc độ cực nhanh so với bản tôn tự mình điều khiển hoàn toàn không kém hơn thậm chí vì công tôn Nguyễn Nhi vốn chính là tàn hồn tay trái của bản tôn. Tay trái chính là mấu chốt để điều khiển pháp bảo này, cho nên dần dần, tốc độ của rắn mối xương trắng rốt cuộc còn kinh người hơn so với quỷ mẫu tự mình điều khiển. Trong tiếng nổ lớn, theo tốc độ bạo phát, sóng dao động thiên địa khiến cho biển Vĩnh Hằng cũng mang theo một đường sóng lớn cuồn cuộn. Bạch Tiểu Thuần đứng ở trên rắn mối xương trắng, nhìn thiên địa phía xa trong lòng của hắn dần dần phấn chấn nải nải của ngươi đại lục vĩnh hằng lại như thế nào bạch tiểu thuần tay áo vung theo tốc độ của rắn mối xương trắng tâm tình hắn càng thêm sụp sôi dĩ nhiên tê sự chán chường trước đó đã hoàn toàn tan biến thiên tôn thì thế nào còn không phải là bị ta bắt trói lại sao cho dù là thái cổ bạch tiểu thuần tới lúc tu vi mới là kết đan lại dám bắt trói bán thần tu vi thiên nhân lại dám vỗ đầu của chuẩn đại thừa hiện tại tu vi bán thần còn dám bắt trói lại thiên tôn chân chính hình như tốc độ của con rắn mối xương trắng cực hạn sau khi rời xa tà hoàng triều giống như mang theo bạch tiểu thuần rời xa tinh thần sa sút trong lòng hắn nhất là khi bạch tiểu thuần cúi đầu nhìn về phía dấu vết của ngọn lửa trên tay phải của mình trong mắt của hắn lại lộ ra hy vọng sắc bén. Hạo Nhi không chết. Sớm hay muộn gì, ta cũng phải nghĩ biện pháp thức tỉnh hắn. Như vậy hiện tại bày ra ở trước mặt ta, chính là khiến cho bản thân ta ở Đại Lục Vĩnh Hằng này hoàn toàn đứng vững, càng lúc càng mạnh. Con đường của ta không có thay đổi, vẫn là trường sinh. Lý tưởng của ta cũng không có thay đổi. Vẫn là khiến cho ta cùng với tất cả người thân bằng hữu của ta cùng nhau trường sinh trừ điều đó ra còn có thêm một điều khiến cho mảnh thế giới này từ nay về sau có thế giới thông thiên nhỏ nhoi của ta bạch tiểu thuần vốn không phải là anh hùng hắn chỉ là một nhân vật nhỏ hiện tại hắn đi từng bước một trong lòng của hắn đã hiểu trách nhiệm cùng gánh vác của mình cho dù thế giới tan vỡ là chuyện nhất định xảy ra cho dù bạch tiểu thuần không có báo thù chung quy cũng sẽ nổ tung thậm chí càng thê thảm hơn nhưng sau khi thức tỉnh nhìn thấy từng thi thể tìm được bạch tiểu thuần vẫn cay đắng ngoại trừ thông thiên đạo nhân ra tất cả những người khác theo thế giới thông thiên nhất định sẽ tan vỡ nổ tung ở dưới tai họa chung này không quan tâm bọn họ đã từng có ân oán gì đều đã trở nên bé nhỏ không đáng kể đáng tiếc không nhìn thấy được sau khi bọn họ nghe thấy chuyện này sẽ là dạng biểu tình gì nhưng chung quy có một ngày ta sẽ thấy bạch tiểu thuần đón gió hít một hơi thật sâu trong đôi mắt hắn lấp lánh sự kiên định chấp nhất mang theo hồi ức mang theo khát vọng đối với tương lai còn mang theo một sự kiên quyết cự quỷ vương từ bên trong khoang của chiến thuyền đi ra nhìn thấy bạch tiểu thuần đứng ở đầu thuyền trong mắt hắn lộ ra sự vui mừng ở sâu trong nội tâm, hắn cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm. Ta biết Bạch Tiểu Thuần đã trở về, theo chuyện này khuếch tán, vì hắn quá mức kinh người, vì hắn quá mức chấn động, bất luận là Tà Hoàng Triều hay Thánh Hoàng Triều, tất cả những người biết được, đều không thể áp chế được sự chấn động trong lòng mình. Bọn họ cũng liền khiến cho được chuyện này được truyền bá càng thêm nhanh chóng. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, chuyện này đã giống như trận gió lốc, cuốn ra toàn thế giới. Cũng chính bởi vì vậy, chuyện này cũng truyền vào đến trong tai những người của thế giới thông thiên đang phân tán ở trên mặt đất này, khiến cho mỗi một người nghe được, đều mở to hai mắt, hít thở dồn dập. Đồng thời, một khắc kia khi trong lòng chấn động, sự cay đắng lâu dài trong mắt bọn họ đều xuất hiện một chút ngọn lửa hy vọng. Bạch Tiểu Thuần Bên trong Thánh Hoàng Triều, một chỗ châu thành khổng lồ, có một lão nhân toàn thân mặc áo bào tầm thường, ngồi ở trong một tử lâu, Nghe mọi người ở bốn phía xung quanh bàn luận ầm ĩ chuyện liên quan tới thiên tôn của Tà hoàng triều bị bắt trói. Lão già này nhìn như bình thường, nhưng sự kích động trong lòng đã ngập trời. Hơi thở của hắn cũng thoáng gấp gáp, trong mắt lộ ra tinh quang. Hắn chỉ có thể cúi đầu để che giấu. Hắn cầm lấy bầu rượu ở trước mặt, uống xong một ngụm lớn, sau đó tiếng cười thầm trong lòng đã không ngừng vang vọng. Không hổ danh là người lão phu năm đó coi trọng bạch tiểu thuần lão phu ở thánh hoàng triều chờ ngươi lão già này chính là người ở khôi hoàng thành trước đây đại thiên sư bất luận là tu vi bán thần hay tâm cơ thủ đoạn của hắn đều khiến cho hắn ở bên trong thánh hoàng triều này tương đối an toàn đủ để giấu giếm thân phận quan sát hoàng triều này thậm chí thế giới này bên trong thánh hoàng triều trong các khu vực khác nhau người giống như đại thiên sư vậy khi nghe được chuyện này sau đó kích động chỗ nào cũng có. Thời khắc này, ở bên trong một tiên vực khác, ở một chỗ quận thành, Chu Nhất Tinh đang cười đùa cợt nhã đối với người cúi đầu không lưng. Sau khi không ngừng thở dài rời đi, hắn sờ sờ vào túi đựng đồ. Ở trong đó có số linh thạch hắn dựa vào luyện linh kiếm được trong mấy ngày nay. Hắn dù sao không phải là đại thiên sư, có thể gần như hoàng mỹ che giấu tung tích. Hắn đơn giản đã suy nghĩ cẩn thận, chẳng phải ở Thánh Hoàng Triều được nói là nhân đức. Trước tạm thời lá mặt lá trái, sống sót rồi lại nói sao? Nhưng hôm nay, linh thạch trong túi cũng không bằng sự kích động trong lòng hắn. Chủ tử vẫn đầy sức sống. Không xuất hiện thì thôi. Một khi xuất hiện, thì làm ra chuyện lớn kinh thiên như vậy. Trong lòng Chu Nhất Tinh đang hưng phấn kích động. Sâu trong lòng hắn cũng có phần chờ mong. Hắn chờ mong mình có thể hoàn toàn đứng vững gót chân ở chỗ này chờ mong mình có thể ở bên trong thế giới vĩnh hằng này cũng có huy hoàng thuộc về mình người nơi này đều không biết luyện linh ta muốn trở thành đại sư đức cao vọng trọng ở bên trong thành này không người nào dám trêu chọc chu nhất tinh hít một hơi thật sâu bước chân bước xa hơn giống như giấc mộng trong lòng dựa vào bước chân này sẽ cách mình càng lúc càng gần đồng thời vào giờ phút này bên trong một châu cách quận thành nơi chu nhất tinh ở rất xa xôi trong một đình viện rất xa hoa thần toán tử ưu buồn đứng ở nơi đó chắp tay sau lưng ngẩng đầu nhìn bầu trời trong thần sắc mang theo sự phiền muộn vì sao số phận của thần toán tử ta lại nhấp nhô như vậy ở mang hoang là như vậy ở chỗ này lại có thể vẫn là như vậy bạch tiểu thuần ta cũng muốn giống như ngươi đi bắt trói thiên tôn ta cũng không nguyện ý hưởng thụ sự xa hoa ở nơi đây trong lúc thần toán tử đang xúc động trong căn phòng phía sau hắn truyền tới âm thanh kiều mị của một nữ tử tiểu tính tính còn không tiến vào thần toán tử thở dài một tiếng mang theo sự thống khổ nhưng trên thực tế trong lòng lại có chút đắc ý đi về phía căn phòng so với việc những người bị truyền tống đến thánh hoàng triều lúc này những tu sĩ thế giới thông thiên thân ở tà hoàng triều bọn họ càng kích động mãnh liệt hơn giờ khắc này ở bên trong tiên vực thứ hai của tà hoàng triều ở trong một sơn cốc Linh Khê Lão Tổ cùng Lý Thanh Hậu, hai người có chút suy yếu, giống như đều có thương thế. Nhưng hiện tại thần sắc bọn họ đều phấn chấn. Xác định, thật sự là do Tiểu Thuần làm. Hắn trói lại quỷ mẫu thiên tôn của Tà Hoàng Triều. Lý Thanh Hậu kích động nói, sự tự hào trong mắt đôi tự hào đặc biệt mãnh liệt. Linh Khê Lão Tổ cũng hít thở dồn dập, cười ha hả. Trong thần sắc của hắn trong dân lên sự hy vọng thanh hậu ngươi đi thánh hoàng triều ở đây một mình lão phu liền có thể được linh khê lão tổ nói ho khang khóe miệng có máu tươi tràn ra bản thân tiểu thuần có thể chiếu cố cho hắn hắn làm như vậy chỉ sợ cũng có ý muốn cho tất cả mọi người hy vọng chúng ta cũng phải tận dụng thời gian tranh thủ tìm được nhiều người hơn lý thanh hậu lắc đầu chỉ là lúc nhìn về phía linh khê lão tổ thần sắc có chút lo lắng có trương đại bàn hài tử này âm thầm chiếu cố, lão phu không sao. Hiện tại những người tà hoàng triều này đều bị tiểu thuần thu hút, chính là thời điểm chúng ta xuất thủ. Linh khê lão tổ hít một hơi thật sâu, trong mắt lộ ra sự quyết đoán. Ta là lão tổ nghịch Hà Tông. Cho dù ở đại lục Vĩnh Hằng này, thân phận của lão phu không thay đổi. Nhà không có, nhưng tông môn. Vẫn còn. Lão phu muốn tự tay, tìm từng đệ tử ở bên ngoài trở về. Trong lúc Linh Khê Lão Tổ cùng Lý Thanh Hậu ở đây phấn chấn, đồng thời trong phạm vi tà hoàng triều, trong một chỗ hoang dã, tống khuyết tóc tai bù xù, thần sắc dữ tợn, trực tiếp bẻ gãy của một vị tu sĩ cuối cùng truy sát mình. Trong lúc thở hồng hộc, tống khuyết lau đi máu tươi trên khóe miệng, nhìn bốn phía xung quanh thi thể đầy đất. Sát khí trong mắt của hắn tăng lên. Nghĩ đến chuyện nghe được từ trong miệng những người này trước đó, khóe miệng hắn cuối cùng cũng nở một nụ cười. Nhưng ở sâu trong nụ cười này, lại che giấu sự quật cường không chịu thua. Bạch tiểu thuần này bất kể tới đâu, đều có thể thanh danh hiển hách. Khuyết khê tông, nghịch hà tông, tinh không đạo cực tông còn có mang hoang. Chỉ có điều ở trên đại lục vĩnh hằng này, nhất là bên trong tà hoàng triều, tống khuyết ta nhất định có thể đi sau vượt trước, đánh ra một mảnh thiên địa của riêng mình tống quyết hít một hơi thật sâu hắn thích khí tức tà hoàng triều này thích sự giết chóc tranh đoạt ở đây thích ở đây không từ thủ đoạn cùng với ngươi chết ta sống ngoại trừ người của thế giới thông thiên những người khác đều có thể giết tống quyết hít một hơi thật sâu đang muốn rời khỏi đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa hơn một hướng khác trên tiên vực thứ hai này hắn cũng ngẫu nhiên biết được nữ nhi cự quỷ vương ở mang hoang một trong những đạo lữ của bạch tiểu thuần hồng trần nữ đang ở trong khu vực này cũng giống như mình đều lựa chọn giết chóc cùng tranh đoạt vì tu vi thiên nhân mặc dù đưa tới sự coi trọng lớn hơn nữa nhưng ở dưới sự giết chóc thu được tài nguyên cũng càng nhiều hơn sớm hay muộn ta cũng sẽ trở thành thiên nhân tống quyết xoay người thoáng một cái áo bào màu đen của hắn biến mất ở trong đêm tối ở phương hướng xa xôi nơi hắn nhìn tới trước đó cách nửa tiên vực trong một miếu thờ mẹ vĩnh hằng ở nơi sơn giả hồng trần nữ ngồi ở chỗ đó uống chén nước thuốc đỏ như máu trong tay lạnh lùng nhìn mấy tu sĩ tà hoàng triều ở trước mặt nàng đang run rẩy quỳ lạy ở nơi đó tà tu của châu thành đến là lúc bản tọa có biện pháp rời đi nhưng trước khi đi mạng nhỏ của các ngươi nhất định không còn cho nên lựa chọn như thế nào không cần bản tọa tiếp tục nhắc nhở hiện tại thuốc sức sống còn chưa đủ đi lục soát cho ta đi tìm tìm không được mượn sức sống của đệ tử của các ngươi tới thay đi giọng điệu của hồng trần nữ lạnh như băng giống như làn gió rét đậm khiến cho mấy tu sĩ ở trước mặt nàng đều run rẩy vội vàng đáp ứng vội vàng rời đi tất cả đã đều mù quáng ở trước mặt bọn họ chỉ có một con đường đó chính là thỏa mãn mọi yêu cầu nữ ma đầu này đề ra tà hoàng triều quá lớn tông môn tà tu cho dù lớn như bọn họ vậy bị diệt vong cũng sẽ không gây ra sóng gió quá lớn so với chúng ta nàng mới là ma đầu mấy tu sĩ này khóc không ra nước mắt nhất là nhớ tới thủ đoạn của đối phương trước đó bọn họ lại sợ hãi vô cùng lạnh lùng đưa mắt nhìn mọi người rời đi hồng trần nữ hít một hơi thật sâu cúi đầu nhìn bụng của mình tất cả sự lạnh lẽo trong mắt nàng đều biến mất thay vào đó lại là ấm áp cùng hy vọng. Phụ thân đáng chết của con không biết đi chết ở nơi nào. Nhưng nếu con xuất hiện, như vậy mẫu thân nhất định sẽ bảo vệ tốt cho con. Trên biển Vĩnh Hằng, trong chiến thuyền rắn mối xương trắng, Bạch Tiểu Thuần hắt hơi một cái. Không biết ai lại nguyền rủa ta. Bạch Tiểu Thuần thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía công tôn Uyển Nhi trước mặt. Nàng mới vừa nói Trương Đại Bàng hiện tại ở Tà Hoàng Thành, được gọi là Trương Đại Sư. Bạch Tiểu Thuần không nhịn được hỏi. Hắn đang hỏi thăm công tôn Nguyễn Nhi, tin tức có liên quan tới Trương Đại Bàng cùng Hầu Tiểu muội Sau khi nghe được công tôn Nguyễn Nhi nói tới chuyện có liên quan đến Trương Đại Bàng hắn không nhịn được hỏi rõ. Không sai. Trong trí nhớ của quỷ mẫu tồn tại chuyện của Trương Đại Bàng rất rõ ràng. Trước đây, sau khi gia hỏa kia, đến tà hoàn thành, vì hắn cho thấy phương pháp luyện linh, kin động cả triều, ngay cả tà hoàng cũng lộ vẻ xúc động. Vì chỉ một mình hắn có thành tựu ở trên phương diện luyện linh, khi đó thân thể của khôi tể còn chưa có tan vỡ. Vì vậy trương đại bàng này đã được trọng dụng. Nghe nói là được an bài luyện linh cho toàn bộ tà hoàng thành. Cho dù hiện tại thân thể khôi tể tan vỡ, người của thế giới thông thiên rơi vào trong cảnh nước sôi lửa bỏng, nhưng địa vị của gia hỏa này ở trong tà hoàng thành vẫn không thấp công tôn uyển nhi cười nói về phần hầu tiểu muội ngươi có thể yên tâm quỷ mẫu thu nàng làm đệ tử nàng cũng hiện rõ tư chất quỷ đạo kinh người được quỷ mẫu bồi dưỡng trở thành người truyền thừa đạo pháp để ý không hết cho nên nàng mới không lấy hầu tiểu muội tới áp chế ngươi bởi vì theo nàng tầm quan trọng của hầu tiểu muội mặc dù không bằng ngươi nhưng đối với truyền thừa đạo pháp của nàng mà nói cũng không kém là bao nhiêu chỉ có điều ngươi tạm thời không gặp được. Hiện tại nàng đang ở bên trong động phủ của quỷ mẫu tại Tà Hoàng Thành, đang bế quan tu luyện, trùng kích cảnh giới thiên nhân. Nghe được Trương Đại Bàng lại có thể ở bên trong Tà Hoàng Triều, lăn lộn phong sinh thủy khởi như vậy, Bạch Tiểu Thuần cũng trợn mắt há hốc mồm. Cự quỷ vương ở bên cạnh, mặc dù từ trước đến nay chưa từng nghe qua cái tên Trương Đại Bàng này. Nhưng ở trong một chớp mắt này, hắn cũng kinh sợ. Trương Đại Bàng này lại có thể là người tài hoa hơn người như vậy, có thể một thân một mình, ở bên trong tà hoàng triều này đứng vững gót chân. Xem ra quả nhiên là tên tốt, mạng cũng tốt. Cự quỷ vương hít vào một hơi. Hắn chỉ cảm thấy cái tên Trương Đại Bàng này chữ lớn, nhìn thế nào đều tốt hơn nhiều so với chữ nhỏ. Thật sự có cảm giác xúc động khi đối phương là kỳ nam tử. Trong lòng hắn cũng đang tiếc nuối. Lúc mình ở mang hoang, thế nào lại không quen biết với trương đại bàng này vậy công tôn thiên tôn vậy trương đại bàng có đạo lữ chưa cự quỷ vương không biết nghĩ tới điều gì hăng hái bừng bừng hỏi hắn hỏi thăm như vậy bạch tiểu thuần lập tức không vui trừng mắt với cự quỷ vương hắn suy nghĩ cự quỷ vương này chẳng lẽ thích làm người ta mai mối năm đó để nữ nhi cho mình hiện tại lại đi tìm hiểu trương đại bàng chẳng lẽ gia hỏa này còn có con gái tư sanh bạch tiểu thuần hồ nghi liếc nhìn cự quỷ vương một vòng ánh mắt này khiến cự quỷ vương có chút chột dạ cười gượng vài tiếng thật sự không giống như bạch tiểu thuần suy đoán hắn mặc dù không có con gái tư sanh nhưng lại đối với loại chuyện dựa vào quan hệ cặp váy để trói buộc cường giả như vậy hắn đã nếm được ngon ngọt trong lòng hắn vừa rồi cũng đang suy nghĩ có nên nhận một nàng con gái nuôi các loại sau đó giao cho trương đại bàng trở thành đạo lữ như vậy mình lại có thêm một con rể từ đó về sau con rể đi chinh phục giang sơn nữ nhi lại chinh phục con rể bản thân mình làm nhạc phụ tự nhiên cũng chính là thiên hạ vô địch tâm tư cự quỷ vương thế nào bạch tiểu thuần ít nhiều cũng có thể nhìn ra được quá trơ trẽn trong lòng hắn cũng đang thổn thức những gì trương đại bàng từng trải qua công tôn nguyễn nhi chỉ nói đơn giản mấy câu nhưng có thể tưởng tượng được ở trong quá trình này nhất định tràn ngập nguy hiểm đáng sợ dù sao đối với trương đại bàng khi đó mà nói đi tới một thế giới lạ lẫm rời xa quê hương tu vi của hắn lại chỉ là nguyên anh hắn có thể đi từng bước một đứng vững thậm chí đạt được địa vị bên trong tà hoàng triều như ngày hôm nay mặc dù dựa vào luyện linh nhưng chuyện này cũng không phải mỗi một tu sĩ biết luyện linh cũng có thể đạt được thành tựu như vậy còn có hầu tiểu muội cũng khiến cho bạch tiểu thuần cuối cùng yên tâm. Hiện tại quan hệ giữa hắn cùng công tôn Nguyễn Nhi, mặc dù chưa nói tới bằng hữu, nhưng cũng là cùng loại với đồng minh. Hắn có thể nhìn ra công tôn Nguyễn Nhi không giấu giếm, trong lòng thở vào nhẹ nhõm. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy cao hứng vì hầu tiểu muội Dù sao, ở trên đại lục Vĩnh Hằng nguy cơ mai phục khắp nơi này. Hầu tiểu muội từ khi đến đây, trước sau đều an toàn, mà còn có tài nguyên sung túc đi tu luyện. Bất luận là quỷ mẫu trước đây, hay công tôn Nguyễn Nhi hôm nay, cho dù hai người vì nguyên nhân khác nhau, đều sẽ càng chiếu cố đối với hầu tiểu muội. Sau khi trong lòng yên ổn, Bạch Tiểu Thuần nhìn tầng mây trên thiên địa của chiến thuyền đang lao nhanh, hỏi tới chuyện hắn quan tâm nhất hiện tại, ngoại trừ thân bằng ở thế giới thông thiên. Nguyễn Nhi, nàng thân là thiên tôn. Như vậy như thế nào mới có thể trở thành thiên tôn? Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía công tôn Nguyễn Nhi hỏi. Tu vi của hắn hiện nay nhìn như chuẩn thiên tôn, nhưng trên thực tế vẫn không thỏa đáng. Bất tử quyển mặc dù đại viên mãn, nhưng trường sinh quyển lại không có đại viên mãn. Cho nên tu vi của hắn hiện tại chỉ có thể nói là còn đang trong cảnh nội bán thần. Cảnh giới phân chia cụ thể thế nào, chính hắn cũng có chút không rõ. Hắn tuy biết, sau khi bất tử quyển cùng trường sinh quyển đều đại viên mãn, hình như có thể thăng cấp thiên tôn. Nhưng quá trình cụ thể cùng với những chỗ cần phải chú ý là thế nào? Hắn lại ngây thơ không hiểu gì. Công tôn quyển nhi thân là thiên tôn sơ kỳ. Ở trên một điểm này, ý nghĩa chỉ điểm đối với Bạch Tiểu Thuần là cực lớn. Cự quỷ vương đứng ở bên cạnh cũng vẽn tai nghe. Hắn đã dừng lại ở bán thần trong rất nhiều năm. Đối với chuyện này, hắn biết được cũng không nhiều hơn so bạch tiểu thuần. Lúc này hắn cũng tập trung tinh thần lắng nghe. Công tôn viễn nhi mỉm cười, vén vài sợi tóc bị gió thổi tung. Nàng vốn đã xinh đẹp tuyệt mỹ, giờ phút này với động tác mềm mại như vậy. Khiến cho ở trên người của nàng, lộ ra phong tình. Ngay cả đôi mắt đẹp đảo qua, cũng theo tóc đen phất phới, khiến trong lòng người ta có cảm giác ngứa ngáy. Cự quỷ vương cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô hắn có chút háo sắc lúc này mắt cũng sáng lên mà tim bạch tiểu thuần cũng đập trộn lên nhưng liên tưởng tới chuyện của công tôn uyển nhi lúc ban đầu hắn lại lập tức cảnh giác thầm hô yêu nữ đồng thời hắn cảm thấy mình bây giờ đã là thân phận khác nhất là so với loại phương pháp thần thông ánh mắt này bạch tiểu thuần sẽ không bởi vì đối phương là một nữ tử sẽ tỏ ra yếu kém vì vậy hắn hung hăng trợn mắt nhìn qua vì để cho mình còn có uy nghiêm, bạch tiểu thuần suy nghĩ một chút, sau đó trong mắt tùy ý thoáng động, quan sát thân thể công tôn uyển nhi từ trên xuống dưới, không thèm để ý chút nào trước ánh mắt của hai người, công tôn uyển nhi cười duyên thân thể run rẩy, hết lần này tới lần khác hai gò má ửng đỏ, lộ ra sự mị hoặc. tiểu ca ca ngươi không nên nhìn người ta như vậy, nếu như ngươi thật muốn nhìn, chúng ta đi vào trong khoang thuyền. Người ta cho ngươi nhìn được chưa?" Giọng nói này vừa ra, thân thể cự quỷ vương rung lên một cái, hầu kết lăn lộn, nuốt nước miếng. Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó, mắt cũng trợn to, theo bản năng dịch người về phía sau. Cũng may ta có định lực. Tống Quân Uyển cũng tốt, Hồng Trần Nữ cũng được, mặc dù mức độ yêu nghiệt không bằng Công Tôn Uyển. Nhìn này, nhưng ta vẫn có sức chống cự, còn có đại bảo kiếm Bạch Tiểu Thuần kinh bị quét mắt nhìn Cự Quỷ Vương. Hắn vội hô to một tiếng, tay phải vỗ nhẹ vào túi đựng đồ. Đại kiếm thế giới bắt mạch theo ánh sáng màu xanh lam lóe lên, xuất hiện ở trong tay Bạch Tiểu Thuần. Cầm đại kiếm, Bạch Tiểu Thuần khoa tay múa chân một chút, sau đó nhìn về phía Công Tôn Viễn Nhi. Ngươi mới vừa nói đến cái gì? Ngươi muốn cho ta nhìn cái gì? Cự Quỷ Vương lúc này xấu hổ dở khóc dở cười nhìn Bạch Tiểu Thuần, hắn bỗng nhiên rất bội phục. Bạch Tiểu Thuần ở trong những tiếng nói nhỏ nhẹ mềm mỏng như vậy, lại có thể lấy ra đại kiếm bắt mạch đi gián tiếp uy hiếp. Điều này làm cho cự quỷ vương rất vui mừng. Công Tôn Nguyễn Nhi nhìn đại kiếm trong tay Bạch Tiểu Thuần có chút kiên kỵ, trong mắt có chút u oán, nhỏ giọng nói. Hệ thống tu luyện, đại lục vĩnh hằng cũng giống như thế giới thông thiên các ngươi, đều là nguyên anh, sau đó là thiên nhân, bán thần, thiên tôn lại điểm khác biệt chính là hiểu biết đối với lực lượng. Ở trên đại lục Vĩnh Hằng, tất cả nguồn gốc của lực lượng đều trốn không thoát một chữ niệm này. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 1291 tới 1295 Thiên nhân là đem ý của mình dung nhập thiên ý, mượn tới lực lượng thiên địa, đồng thời cũng là quá trình khiến cho niệm lực của bản thân thức tỉnh. Bán thần cao hơn một tầng, là đem ý chí của bản thân vượt lên trên thiên ý. Không phải mượn, mà là trực tiếp cầm lấy, đồng thời càng làm cho niệm lực đã thức tỉnh, chôn ở trong lòng, quá trình hình thành niệm căng. Về phần thiên tôn Ở một khắc khi tu sĩ bán thần tu vi đột phá, bước vào đại thửa, sẽ ở bên trong thân thể ngưng tụ ra một rễ niệm chôn sâu. Sau đó hình thành đạo chủng. Đạo chủng này sẽ ở trong quá trình tu luyện, không ngừng mọc rễ nảy mầm, dung nhập toàn thân cuối cùng đột phá giống như nở hoa hình thành đạo niệm vô cùng vô tận khi đó có thể đột phá thiên tôn trở thành vị hoàng giả thái cổ thứ ba trên đời hiện nay đáng tiếc bước này thật quá khó khăn đến nay cũng chỉ có hai đại hoàng giả mới là cường giả thái cổ cảnh hình thành đạo niệm của bản thân công tôn uyển nhi nhẹ giọng mở miệng âm thanh yếu ớt vang vọng bạch tiểu thuần nghe được vào trong tai tâm thần chấn động cự quỷ vương đứng ở bên cạnh hô hấp cũng trở nên dồn dập niệm lực niệm căng đạo chủng đạo niệm bạch tiểu thuần thì thào nói nhỏ chúng sinh vạn vật đều có niệm lực nó là tất cả cơ sở thiên biến vạn hóa bao hàm thiên địa bao hàm thế giới càng bao hàm vạn vật chúng sinh từng ngọn cây cộng cỏ đều như vậy toàn thế giới giống như một ngọn núi lớn từ trên xuống dưới có thể nghiền ép, hoàn toàn khống chế. Từ dưới lên trên, chúng sinh đang từng bước tu luyện. Không ngừng leo lên, khiến cho niệm lực của bản thân hóa thành rễ, chôn sâu trong linh hải, cuối cùng ngưng tụ ra hạt giống đạo, sinh ra đạo niệm. Thiên tôn thi triển ra thần thông đạo Pháp, sở dĩ không phải là cực hạn của bản thân, không phải là cực hạn của thiên địa. Tất cả thế giới này đều có thể lấy ra làm thuật pháp của mình, cũng chính bởi vì hạt giống đạo tồn tại đạo chủng vừa ra, liền là đại tôn thần linh chân chính, vượt qua thiên địa, vì vậy được gọi là thiên tôn. Âm thanh của công tôn Nguyễn Nhi giống như sấm sét Nổ mạnh ở trong đầu Bạch Tiểu Thuần, khiến cho hắn đối với thiên tôn, cuối cùng cũng có nhận thức rõ ràng. Đối với chúng sinh cơ sở nhất này đều có đầy đủ niệm lực. Từ cổ chí kim không hề có phương pháp cùng giải độc. Phần lớn mọi người cho rằng niệm lực có thể coi là niềm tin giống như trước bản tôn quỷ mẫu của ta thi triển đạo pháp chính là ngưng tụ lực lượng niềm tin của chúng sinh trên tà hoàng triều đây cũng là tồn tại căn bản của hoàng triều đạo lý tương tự ta mặc dù không hiểu rõ thái cổ toàn diện nhưng đối với tồn tại thái cổ cảnh mà nói lãnh thổ của hắn càng lớn con dân của hắn càng nhiều lực lượng của hắn lại càng mạnh mẽ mặt khác đạo chủng càng là tồn tại khiến tu si cảnh giới thiên tôn còn quý trọng hơn so với thần hồn. Có thể nói đó là tất cả nền tảng của bản thân. Cũng chính bởi vì có đạo chủng, cho nên bọn họ mới có thể sau khi tử vong, được cường giả thái cổ làm sống lại. Công tôn uyển nhi hít một hơi thật sâu. Nhưng lời nói của nàng, khiến cho bạch tiểu thuần cùng với cự quỷ vương sau khi nghe được. Lập tức thần sắc biến hóa kịch liệt. Sống lại cự quỷ vương lập tức hỏi. Sống lại. Công tôn viễn nhi nghiêm túc nói. Đây là nguyên nhân thái cổ mặc dù được gọi là hoàng giả, đồng thời cũng ở trong thánh hoàng triều năm đó, rõ ràng bị nghiền ép đến trình độ nhất định, nhưng theo thánh hoàng đột phá, khiến cho tà hoàng cũng không thể không kiên kỵ nhượng bộ. Cường giả thái cổ cường hãn như thế nào, không người nào biết được. Hai đại hoàng giả này cũng chưa từng chiến đấu ở trước mặt người khác điều duy nhất bị người đời biết chính là năng lực làm sống lại thiên tôn công tôn uyển nhi nhìn bạch tiểu thuần cùng cự quỷ vương nàng hiểu rất rõ những lời này của mình đối với hai người chưa từng tiếp xúc qua tin tức này sẽ hình thành chấn động thế nào sự thực cũng đúng là như thế bạch tiểu thuần hít thở dồn dập tâm thần cự quỷ vương cũng là sóng lớn ngập trời nội tình của hai đại hoàng triều cường hãn theo như lời công tôn uyển nhi nói đã hiện ra một góc núi băng ở trước mặt bọn họ. Chỉ cần là tu sĩ bán thần, ở thời khắc đột phá thiên tôn, ở trong chớp mắt khi ngưng tụ ra đạo chủng, tách ra một tia đạo chủng của bản thân đưa vào đạo trung điện trong hoàng triều. Như vậy sau khi hắn chết, hoàng giả thái cổ có thể dựa vào đạo chủng của người này, khiến hắn một lần nữa sống lại. Công tôn Nguyễn Nhi dừng lại một chút, chờ bạch tiểu thuần cùng cự quỷ vương tiêu hóa chuyện mình vừa nói xong, lại mở miệng lần nữa cho nên, chiến lực của thiên tôn chính là bên trong thế giới vĩnh hằng hiện tại. Ở dưới tình huống hoàng giả không ra, chính là tu sĩ đỉnh phong nhất. Chỉ có điều sống lại cũng không phải là hoàng mỹ. Không chỉ thái cổ cần phải trả cái giá thật lớn, đồng thời mỗi lần thiên tôn sống lại, bản thân đều sẽ bị vĩnh viễn suy yếu hơn một phần. Cái giá lớn này cũng liền khiến cho tu sĩ thiên tôn cho dù có thể được sống lại, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cũng cũng không muốn ngã xuống. Nói đến đây, công tôn Nguyễn Nhi lại dừng lại. Sau khi suy nghĩ một chút, biết có một số việc, Bạch Tiểu Thuần cùng cự quỷ vương mặc dù hiện tại không biết. Nhưng vì đây vốn cũng không phải là bí mật gì. Chờ sau khi bọn họ đến Thánh Hoàng Triều, tự nhiên sẽ biết. Nếu như vậy, cũng không nhất thiết phải giấu giếm. Vì vậy nàng tiếp tục mở miệng. Cho nên lần này bản tôn ta bị các ngươi bắt, không sợ chết vì có thể sống lại nhưng tà hoàng vì chiếu cố đại cục vì cảm tưởng của các thiên tôn khác còn là vì thi ân hắn cũng nhất định sẽ tới đổi ta lại trong mắt bạch tiểu thuần thoáng lộ ra một tinh quang lúc này đối với chuyện làm như thế nào trở thành thiên tôn hắn đã rất rõ ràng hắn còn biết được chỗ kinh người của hai đại hoàng giả nhưng trong lòng hắn hiện tại nghi ngờ lớn nhất lại là chuyện sống lại theo lời công tôn nguyễn nhi Nghi ngờ này thật lâu không tiêu tan. Thông thiên đạo nhân. Rốt cuộc chết hay chưa? Trong mắt Bạch Tiểu Thuần ẩn sâu một tia băng hàng. Hắn mơ hồ nhớ ra, trước khi thế giới thông thiên tan vỡ, thân thể của thông thiên nhân vỡ nát diệt vong, bay ra tồn tại giống như hạt giống vậy. Hắn chỉ là chuẩn thiên tôn, không có khả năng ngưng tụ ra đạo chủng. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm, lại nghĩ tới đại kiếm thế giới bắt mạch từ sau khi mình tới Vĩnh Hằng Tiên Vực, mặc dù hạn chế đối với mình sử dụng đã biến mất, nhưng vẫn không có chuyện nhận chủ. Hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần chôn chuyện này ở trong lòng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía công tôn Nguyễn Nhi. Về phần nàng nói sẽ được tà hoàng đổi đi, chuyện này Bạch Tiểu Thuần không để ý tới. Hắn muốn chính là ném danh trạng. Thậm chí từ một khắc kia khi công tôn Nguyễn Nhi đáp ứng rời đi bạch tiểu thuần đã ý thức được công tôn uyển nhi nhất định là biết một ít chuyện mình không biết cho nên mới có lòng tin cùng nắm chắc cam tâm tình nguyện rơi vào trong tay bản tôn sao bị bạch tiểu thuần buộc đi sao thái cổ là cảnh giới gì bạch tiểu thuần hỏi sao thái cổ sao công tôn uyển nhi mỉm cười trong mắt lộ ra sự khát vọng hồi lâu sau nàng nhẹ giọng trả lời sao thái cổ chính là Chúa tể Trên thế giới này, đến nay mới xuất hiện ba vị chúa tể. Bọn họ không phải lần lượt xuất hiện, mà là ba vị nhân tổ vĩ đại ở cùng một thời đại. Bọn họ là ai, ngươi chắc cũng biết. Lời đồng đại thần thoại lưu truyền ở thế giới vĩnh hằng tất nhiên đều là sự thật. Công tôn viễn nhi hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cự quỷ vương trầm mặt, cũng ngẩng đầu nhìn lên. Hắn nhìn thấy được nửa khuôn mặt, còn có bàn tay to hai bên hình thành ngọn núi vô biên vô hạn mỗi lần cự quỷ vương nhìn thấy được bầu trời kỳ dị này hắn đều sẽ giống như bạch tiểu thuần tâm thần chấn động vô cùng về phần làm như thế nào có thể đột phá thái cổ thành là chúa tể chuyện này ta không thể biết được sợ là hai đại hoàng giả cũng còn đang tìm kiếm theo đuổi công tôn nguyễn nhi mỉm cười ánh mắt từ bầu trời thu hồi lại nhìn biển vĩnh hằng phía xa cuối tầm mắt của nàng, trên biển Vĩnh Hằng đã xuất hiện sương mù loãng. Sương mù này ở phía trước vô cùng nồng đậm, mơ hồ, giống như hình thành một vòng tròn cực lớn. Mà ở trung tâm vòng tròn này, cũng chính là mảnh đất trung tâm của biển Vĩnh Hằng. Nơi đó có một mảnh lục địa, hoặc sử dụng hòn đảo để hình dung thì càng thỏa đáng hơn. Ở đây là thánh địa của cả đại lục Vĩnh Hằng ở đây là nơi khởi nguồn của tất cả mọi người ở đại lục vĩnh hằng ở đây đã từng có ba bức tượng kinh thiên đứng sừng sững thân thể chúa tể sau khi tử vong hình thành bức tượng bạch tiểu thuần ngẩng đầu từ phía xa nhìn về chỗ bức tượng đang đứng trong mắt của hắn lộ ra vẻ phức tạp còn có hồi ức hắn là từ nơi này bị truyền tống ra ngoài lúc này đi ngang qua ánh mắt có thể nhìn thấy được chỉ là một mảnh trống trải tồn tại dấu chân cực lớn ở trên đảo nhỏ phía xa. Nghĩ đến trước khi thân thể khôi tể vỡ nát, hắn đứng ở nơi đó. Trong cơ thể hắn, chính là thế giới thông thiên. Trên chiến thuyền rắn mối xương trắng, một mảnh yên tĩnh. Không có người nói chuyện, để mặc cho chiếc chiến thuyền này xuyên qua sương mù ở chỗ này, thẳng cho tới khoảng không bên trong đảo nhỏ, không dừng lại, gào thét đi xa. Nhưng ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần lại trước sau không rời khỏi nơi này, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Theo chiến thuyền đi xa, sương mù một lần nữa bao trùm hòn đảo phía sau. Theo biển Vĩnh Hằng phía trước, trong bọc sóng ngập trời, Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi thật dài. Chúa Tể Dường như trên đoạn đường trước đó, những lời muốn nói đã nói xong. Ở phần đoạn đường phía sau, ba người trên chiến thuyền đều trầm mặt xuống. Cự quỷ vương nghĩ đến mang hoang. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến nghịch Hà Tông trong lòng lúc này công tôn nguyễn nhi cũng có xúc động một mặt là mình trở thành chủ ý thức mặt khác là càng tới gần thánh hoàng triều nàng nhìn như bình thường nhưng trong lòng vẫn còn có chút bất đắc dĩ nhất là khi chiến thuyền chỉ còn cách chỗ đại lục tiên vực của thánh hoàng triều đã không xa bạch tiểu thuần đứng lên công tôn nguyễn nhi sắp đến rồi đắc tội thần sắc công tôn nguyễn nhi có vẻ rất lạnh nhạt gật đầu nàng hiểu rõ, việc phong ấn vẫn là phải có. Đây không phải là ở hại nàng, mà là phải biểu đạt ra một loại thái độ. Đồng thời, cũng để cho nàng lúc được tà hoàng đổi quay về, càng thuận lợi một ít. Tiểu ca ca, ngươi nhẹ một chút. Viễn Nhi sợ đau. Công tôn Viễn Nhi đột nhiên mềm mại nói nhỏ. Âm thanh truyền vào trong tai Bạch Tiểu Thuần, khiến cho tim Bạch Tiểu Thuần cũng rung lên. Cự quỷ vương càng hít thở dồn dập liếc mắt nhìn công tôn uyển nhi bạch tiểu thuần nói thầm mấy câu hắn giơ tay phải lên bấm quyết chỉ một cái nhất thời lực trường sinh của hắn tản ra hình thành phong ấn dung nhập trong cơ thể công tôn uyển nhi sau khi cấm chế toàn diện khí tức của công tôn uyển nhi thoáng cái lại yếu đi nàng ngồi ở chỗ đó sắc mặt cũng tái nhợt yêu kiều thở hổn hển nhưng càng như vậy bộ dáng đáng thương này của nàng càng khiến cho vẻ đẹp của nàng thêm lóa mắt. Bạch Tiểu Thuần không dám nhìn thêm. Hắn đứng ở đầu thuyền nhìn về nơi xa xăm. Tiên vực của Thánh Hoàng Triều càng ngày càng gần. Rất nhanh, Đại Lục Tiên vực đã chậm rãi xuất hiện ở trong mắt. Cũng chính là vào lúc này, trong lòng Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên chấn động, mắt lập tức hiếp lại. Ở trên Đại Lục Tiên vực này, lúc này đột nhiên có một đạo khí tức cường hãn giống như lợi kiếm được rút ra khỏi vỏ vậy chợt bạo phát. Theo khí tức này bạo phát, trời cao giống như bị quấy đảo, gió nổi mây phun. Tiếng sấm vượt qua sóng biển vĩnh hằng. Một đạo kiếm khí lại từ trên đại lục tiên vực trực tiếp phóng lên cao. Kiếm khí này chừng vạn trường. Trong tiếng nổ vang, giống như muốn đánh nát bấy tất cả. Với thế như trẻ tre, nó gào thét lao đến. Trên đường nó đi, hư vô đều vỡ nát. Khí thế càng lúc càng mạnh cho nên khiến cho dưới chiếc chiến thuyền rắn mối xương trắng này thân thể đều chấn động trong mắt lộ ra sự sắc bén mãnh liệt thậm chí hư không xung quanh chiến thuyền này ở trong một chớp mắt này đều giống như bị phong ấn hình thành một áp lực cường hãn giống như muốn tất cả mọi thứ bên trong đều bị nghiền thành thịt nát cự quỷ vương lộ ra sắc mặt nghiêm trọng thậm chí khóe miệng cũng tràn ra máu tươi thần sắc công tôn uyển nhi biến hóa Bạch Tiểu Thuần đứng ở đầu thuyền, ở dưới uy áp này tâm thần cũng chấn động. Cho đến kiếm khí kia ở trong tiếng nổ vang, xuất hiện ở phía trước chiến thuyền, hóa thành bóng dáng của một người trung niên mặc áo bào màu trắng, có một mái tóc bạc, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn lạnh lùng, ánh mắt đảo qua chiến thuyền. Vào giờ phút này, hình như có thiên lôi theo ánh mắt hắn đổ tung. Sự xuất hiện của hắn khiến cho bầu trời cũng rung rẩy khiến cho sóng biển vĩnh hằng cũng trở nên an tĩnh, khiến cho con rắn mối xương trắng này càng run rẩy, không dám tiếp tục bay về phía trước, sinh sôi dừng lại ở tại chỗ. Cổ thiên quân Lúc này công tôn Nguyễn Nhi không còn là bộ dạng yếu điệu nữa, mà trong mắt nàng lộ ra sự u ám sắc bén. Đồng thời, còn có kiên kỵ mãnh liệt. Nàng mở miệng gần từng chữ, nói ra cái này làm cho nàng khắc sâu vào ký ức đến cực hạn. Cổ thiên quân mặc y phục màu trắng tóc trắng, liếc mắt nhìn công tôn Nguyễn Nhi. Lúc hắn lại nhìn về phía bạch tiểu thuần, âm thanh bình tĩnh, nhưng lại mang theo sự chân thật đáng tin, hờ hững mở miệng. Người vừa đưa đến, các ngươi có thể rời khỏi đây. Những lời này vừa truyền ra, trong nháy mắt, cự quỷ vương lập tức nổi giận. Trong mắt bạch tiểu thuần cũng lóe lên hàng quang. Cho dù đối phương có uy áp cường hãn, nhưng bên trong lời nói này truyền ra ý tứ, vượt ra khỏi điểm mấu chốt hắn có thể tiếp nhận. Người tới không có ý tốt. Đối với người của thế giới thông thiên, cổ thiên quân từ trước đến nay đều không có để vào mắt. Nếu như trước đó thân thể của khôi tể không nổ tung ra, hắn đối với khôi hoàng triều này còn có một chút mong đợi. Nhưng sau khi thân thể khôi tổ bị chia năm xẻ bảy, theo không ít người xuất hiện ở bên trong thánh hoàng triều, theo có một vài người dung nhập vào trong thánh hoàng triều. Dần dần, chuyện liên quan tới thế giới thông thiên hắn đã biết được rất nhiều một thế giới nội loạn liên tục thậm chí đại thừa chân chính cũng không có sinh ra một thế giới muộn nhiều năm như vậy nhất định chỉ có thể trở thành phụ thuộc lại có gì đáng để đi coi trọng trong lòng cổ thiên quân bình tĩnh đối với cường giả hắn mặc dù ngước mắt nhìn theo nhưng trong lòng cũng có tâm tư muốn thay thế vị trí đó về điểm này cho dù là thánh hoàng cũng không thể nói hắn cái gì. Dù sao, nếu như nói về huyết mạch chân chính, Cổ Thiên Quân hắn coi như là người huyết mạch thánh hoàng. Mà đối với người yếu, hắn đều xem là con kiến hôi. Bên trong thánh hoàng triều hắn thấy đã không ít con kiến hôi. Người của thế giới thông thiên này, ngay cả con kiến hôi cũng không tính. Mặc dù sau khi phương pháp luyện linh được truyền ra, khiến cho hắn nổi lên hứng thú. Nhưng hắn thấy đây cũng là ngoại vật mà thôi so với luyện đan luyện khí không có gì khác nhau vẫn chỉ có thể trở thành tồn tại phụ thuộc hai thế lực lớn mà thôi nhất định là số phận bị nô dịch cho dù là vị trước mắt hiện tại này chẳng qua là một trong vô số những kẻ ở thế giới thông thiên ngay cả con kiến hôi cũng không bằng chỉ là một con kiến hôi ngẫu nhiên xuất hiện mà thôi hiện tại cơ duyên xảo hợp hoặc là sử dụng thủ đoạn gì đó trói lại một thiên tôn đưa qua nhưng ở trong lòng hắn vẫn xem thường vẫn lạnh lùng như cũ chung quy vẫn là phải dựa vào thánh hoàng triều ta cổ thiên quân có chút không kiên nhẫn từ lúc hắn nói ra lời trước đó đến bây giờ đã qua thời gian mấy lần hít thở nhưng đối phương lại có thể không bất kỳ bày tỏ gì một bước xuống cổ thiên quân không có đi để ý tới bạch tiểu thuần cùng cự quỷ vương trên người tản ra kiếm khí kinh thiên trực tiếp xé mở phòng hộ của chiến thuyền rắn mối xương trắng, bước vào trong chiến thuyền, xuất hiện ở bên cạnh công tôn Nguyễn Nhi. Mà chiến thuyền này, cũng bởi vì cấm chế trong cơ thể công tôn Nguyễn Nhi, phòng hộ giảm mạnh, mới khiến cho cổ thiên quân dễ dàng tiến vào được. Quỷ mẫu Cổ thiên quân cười Quỷ mẫu này mới là tồn tại khiến cho hắn cảm thấy hứng thú nhất. Năm đó hắn đã ra tay chém xuống một cánh tay của đối phương. Hiện tại lại gặp mặt. Mặc dù nàng vẫn yếu hơn rất nhiều, nhưng hắn thấy, đây dù sao cũng là vị thiên tôn. Những con kiến hôi khác, tất nhiên không thể so sánh được. Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó, không nói được một lời, chỉ lạnh lùng nhìn Cổ Thiên Quân. Cự Quỷ Vương hít thở dừng lại. Hắn sống đã quá lâu. Hắn tất nhiên nhìn ra, người mới tới này tỏ ra lạnh lùng, khinh thường đối với mình cùng Bạch Tiểu Thuần, hắn càng hiểu rõ rất hiển nhiên là người này không có ý định để cho bọn họ có cơ hội đi tới Thánh Hoàng Thành. Hắn muốn ở chỗ này, trực tiếp dẫn quỷ mẫu đi. Kể từ đó, cái gọi là ném danh trạng, chính là một chuyện cười. Trong sự lo lắng, cự quỷ vương cố gắng khống chế tâm tình, hít một hơi thật sâu, tiến lên về phía cổ thiên quân ôm quyền cúi đầu. Bái kiến thiên tôn đại nhân. Quỷ mẫu ở đây, chúng ta dự định tự mình, lắm miệng cổ thiên quân không kiên nhẫn vung tay lên cắt ngang lời cự quỷ vương các ngươi không phải là muốn một ít ban thưởng sao cứ trở lại chờ đợi là được ban thưởng tất nhiên sẽ có cổ thiên quân giơ tay phải lên đang muốn đích thân đưa công tôn uyển nhi đi nhưng vào lúc này bạch tiểu thuần cười hơn nữa còn cười ra tiếng tiếng cười của hắn rất lạnh trong lòng của hắn trên thực tế rất khẩn trương cổ thiên quân cường hãn chỉ riêng khí tức, đã khiến cho hắn cảm nhận được uy áp khác hẳn với quỷ mẫu. So với quỷ mẫu, người này mạnh hơn. Có thể xem như cường thịnh mấy đi nữa, nhưng hành vi dẫm đạp lên tất cả tâm tính cùng với không để ý tới tất cả này, cho dù Bạch Tiểu Thuần có thể nhịn. Nhưng nếu như công tôn Nguyễn Nhi bị mang đi như vậy, Bạch Tiểu Thuần làm sao có thể cam tâm? Hắn không nói nhiều lời. Gần như ở trong chớp mắt khi cổ thiên quân giơ tay lên, trong tay Bạch Tiểu Thuần có ánh sáng màu xanh lam lóe lên. Đại kiếm thế giới bắt mạch, mang theo uy áp kinh thiên động địa, ầm ầm lao ra, theo thân thể Bạch Tiểu Thuần thoáng cái lao về phía trước. Kiếm trong tay trực tiếp lại dơ lên, chém một kiếm về phía cổ thiên quân. Gần như ở trong nháy mắt khi đại kiếm thế giới bắt mạch vừa xuất hiện, sắc mặt cổ thiên quân lần đầu biến hóa. Lúc hắn bỗng nhiên quay đầu lại, hai đồng tử co lại tay phải vốn định chụp lấy công tôn Nguyễn Nhi, lập tức thay đổi, trực tiếp cách không chọc về phía thế giới bắt mạch đang lao tới. Trong phút chốc, đại kiếm lại cùng tay của cổ thiên quân, va và chạm vào nhau. Có tiếng sấm nhất thời ngập trời, dâng lên trùng kích vô tận. Trong những tiếng ầm 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 nhanh chóng khuếch tán về bốn phía xung quanh, thân thể cổ thiên quân cũng không tự chủ được lui lại. Hắn bị một kiếm chấn động, bị đẩy ra bên ngoài chiến thuyền toàn thân bạch tiểu thuần nổ lớn khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn lực lượng từ trên đại kiếm này chuyển về giống như muốn xé rách toàn thân hắn nếu như đổi lại là bán thần khác cho dù là chuẩn thiên tôn khác lúc này đều tất nhiên bạo thể trọng thương nhưng bạch tiểu thuần có bất tử trường sinh công trong nháy mắt lại khôi phục tất cả những thương thế này lúc ngẩng đầu hắn đứng ở trên chiến thuyền vẫn lạnh lùng nhìn sắc mặt thâm trầm của cổ thiên quân thật to gan. Trong mắt cổ thiên quân đầy âm u lạnh lẽo. Đối với lực khôi phục của Bạch Tiểu Thuần, trong lòng hắn lần đầu kinh hãi. Mắt hắn cũng hiếp lại, hàng quan hiện ra. Lúc nhìn về phía đại kiếm trong tay Bạch Tiểu Thuần, sâu bên trong trong mắt thoáng lộ ra một sự tham lam. Tất cả những điều này, khiến cho tim cự quỷ vương đã muốn nâng lên tới cổ. Công tôn Nguyễn Nhi ở bên cạnh, trong lòng dâng lên sự phức tạp nàng nhìn về phía bạch tiểu thuần nàng có thể nhìn ra bạch tiểu thuần này nhìn như đứng vững vàng trong cơ thể lại đang che giấu sự run rẩy cùng khẩn trương nàng hiểu bạch tiểu thuần còn hơn so với cự quỷ vương hiểu hắn nhưng càng như vậy nàng lại càng chấn động trước sự biến đổi của bạch tiểu thuần nàng biết trên thực tế hắn là người sợ chết đối mặt với kẻ địch cường đại hơn so với bản thân mình đổi lại là trước đây sự lựa chọn của hắn có lẽ là hóa giải. Nhưng hôm nay, lựa chọn của hắn lại là rút kiếm ra. Lượng kiếm yêu, trong lòng công tôn Nguyễn Nhi thầm thì thào. Nhìn thân hình Bạch Tiểu Thuần cũng không cao lớn, nhưng trong một chớp mắt này, bóng người trong mắt nàng, hình như có hình thức ban đầu của ngọn núi cao. Lớn mật. Cổ thiên quân sao. Bạch mổ đúng là lớn mật. Bạch tiểu thuần nén lại một hơi thở trong mắt hắn lộ ra tinh quang. Hắn biết giờ phút này rất nguy hiểm. Nhưng sinh tồn trong kẻ hở là điều Bạch Tiểu Thuần học được khi còn ở mang hoang. Lúc này hắn đè ép sự khẩn trương ở trong lòng xuống. Hắn bỗng nhiên mở miệng, âm thanh truyền ra khắp nơi. Nếu không lớn mật, làm thế nào có thể từ bên trong tà hoàng triều một đường tinh phong huyết vũ xông ra? Nếu không lớn mật, làm thế nào có thể trói lại một vị thiên tôn chính vị bán thần? nếu không lớn mật bạch mổ dĩ nhiên ngầm chịu đựng ngươi cướp công cho nên bạch mổ đúng là lớn mật nhưng lá gan của ngươi cũng không nhỏ giọng nói của bạch tiểu thuần càng lúc càng lớn giống như thiên lôi vang vọng cổ thiên quân biến sắc lời bạch tiểu thuần nói thật sự chuẩn xác khiến cho hắn cũng không có cách nào phản bác lúc này trong mắt hắn càng lạnh như băng lúc hắn đang muốn mở miệng bạch tiểu thuần càng nói to mang theo âm thanh uy nghiêm lại truyền ra bạch mổ dẫn theo thiên tôn của tà hoàng triều đến đây ngươi ngăn cản đường ta đi về phía trước cổ thiên quân đây là tâm ngươi bất chính ta lại hỏi ngươi chủ tử của ngươi là tà hoàng hay là thánh hoàng lời của bạch tiểu thuần vừa thốt ra toàn thân cổ thiên quân nhất thời bạo phát băng hàng nhưng âm thanh bạch tiểu thuần một câu lớn hơn một câu đồng thời bạo phát bạch mổ tán thưởng thánh hoàng triều muốn tới bái phỏng, không tiện đi tay không, cho nên mang đến đại lễ. Ngươi cầm đại lễ của ta, lại ngăn cản ta ở ngoài. Cổ Thiên Quân, đây là ngươi vô lễ. Ta lại hỏi ngươi, thiên hạ có thể có đạo lý như thế sao? Bạch Tiểu Thuần vừa nói, vừa đi về phía trước ra một bước. Bạch mổ một đường từ Tà Hoàng triều, ở trong rất nhiều cuộc chém giết, đến nơi đây. Ngươi lại muốn cướp đi kết quả cuộc chiến. Cổ Thiên Quân đây là ngươi không có đức ta lại hỏi ngươi ba câu hỏi dám cướp đại lễ của ta cổ thiên quân ngươi có tư cách gì một bước hạ xuống trong tay bạch tiểu thuần vung vẩy đại kiếm bước ra khỏi chiến thuyền đứng ở trong thiên địa bạch mổ thân là khôi tổ của thế giới thông thiên luận về thân phận ở trên đại lục vĩnh hằng này chỉ có tà hoàng cùng thánh hoàng mới đủ ngang hàng với ta Ngươi lại dám tỏ ra ương ngạnh ở trước mặt bản tôn, Cổ Thiên Quân, đây là ngươi không có tự tôn." Ta lại hỏi câu thứ tư. "Ngươi vừa vô lễ không có đức không có tự tôn, lại tâm bất chính, ai cho ngươi lá gan như vậy?" Những lời này, khí thế càng dồi dào. Ánh sáng màu xanh lam của đại kiếm mắt mạch càng ngập trời, đổ lớn ở khắp nơi. Khiến cho những bán thần trên Đại Lục Tiên vực đi theo đến đó, nghe được, tâm thần đều chấn động. Về phần Cổ Thiên Quân, nghe bốn câu hỏi này của Bạch Tiểu Thuần, mỗi một câu giống như một thanh lợi kiếm, xuyên qua tâm thần hắn. Ngươi. Dù thế nào Cổ Thiên Quân cũng không nghĩ tới, người trước mắt lại có thể dùng ngôn từ sắc bén như thế, dùng những câu nói mình căn bản không có cách nào cải lại, cứng rắn đối lại, cũng chỉ sẽ trở thành già mồm ác lẽ phải mà thôi. Nếu nơi đây không phải là Thánh Hoàng triều, hoặc không ai quan tâm, hắn có thể không cần để ý tới nhưng lúc này có không ít thiên tôn quan tâm tới nơi đây. Thánh Hoàng Triều dù sao vẫn có một tầng nội khố. Cái này khiến cho hắn ở trước lưỡi kiếm của Bạch Tiểu Thuần, lập tức bị động đến cực hạn. Lúc này sắc mặt hắn đỏ lên, hít thở dồn dập. Trong mắt hắn đã lộ ra sát ý vô cùng mãnh liệt. Cự quỷ vương cùng công tôn Nguyễn Nhi đều sửng sốt, ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần. Thật ra, giờ phút này Bạch Tiểu Thuần lại có một khí phách khó nói hết, Thánh Hoàng, đây là đạo đại khách của ngươi hay sao? Nhìn cũng không nhìn cổ thiên quân, Bạch Tiểu Thuần đứng ở trong thiên địa. Tay áo vung lên, hướng về phía Thánh Hoàng thành. Đại kiếm đảo qua, âm thanh vượt qua thiên lôi, nổ lớn ở tám phương, dâng lên vô số hồi âm. Nhưng trên thực tế, lúc này trong lòng hắn khẩn trương không thôi. Hắn đã dự định, một khi không được, sẽ lập tức mở cấm chế cho công tôn Nguyễn Nhi ba người sẽ cưỡi chiến thuyền trong nháy mắt rời khỏi đây. Chỉ có điều, theo thói quen nhiều năm qua, khiến cho tất cả sóng dao động trong lòng hắn hoàn toàn bị vẽ bề ngoài che giấu. Sự ngạo nghễ tôn tượng, còn tự nhiên phát ra. Hồi lâu, trong lúc Bạch Tiểu Thuần càng thêm khẩn trương, tim đập như tiếng trống gõ, da đầu tê dại chuẩn bị lui ra phía sau, một âm thanh ôn hòa cũng không thiếu uy nghiêm, chậm rãi vang vọng ở trong trời đất này. Là bản hoàng sơ xuất bạch đạo hữu mời giọng nói này giống như từ tám phương truyền đến không phân biệt được rõ cụ thể đến từ một phương hướng nào lại giống như vang vọng ở trong năm tháng trực tiếp lại đập vào trong tâm thần của mọi người nơi đây thậm chí còn khiến người ta có một loại cảm giác thân thiết nói không nên lời dường như bên trong âm thanh lời nói này có lực lượng đặc biệt nào đó có thể khiến cho tâm thần người ta trong nháy mắt cũng bình tĩnh trở lại thân thể cự quỷ vương chấn động. Ngay cả công tôn Nguyễn Nhi cũng hô hấp bình thường không ít. Càng không cần phải nói tới những bán thần trên tiên vực đang quan sát nơi này. Trong mắt mỗi một người lộ ra sự cuồng nhiệt. Cuối cùng bọn họ đồng thời hướng về phía thánh hoàng thành, cung kính cúi đầu. Cho dù cổ thiên quân, lúc này thần sắc sau khi biến hóa vài lần, hai mắt nhắm nghiền. Khi hai mắt lại mở ra, đã hoàn toàn không nhìn thấy được sát cơ cùng tức giận trên người hắn trước đó. Khí tức lạnh như băng, trở thành thứ duy nhất. Bạch đạo hữu, mời. Cổ thiên quân thản nhiên mở miệng. Trong lòng bạch tiểu thuần chấn động. Hắn cảm nhận được âm thanh kỳ dị của thánh hoàng. Đồng thời, một tiên niệm lực xuất hiện ở trong cơ thể hắn khi đối mặt với đạo pháp của quỷ mẫu thiên tôn lúc trước, vào giờ phút này lại lặng lẽ không một tiếng động vận chuyển, lưu chuyển, xua tan loại cảm giác bị ảnh hưởng này. Thánh Hoàng thật là lợi hại. Bạch Tiểu Thuần không khiến cho tâm tình của mình lộ rõ ở trên nét mặt. Lúc này trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, hướng về phía Thánh Hoàng thành hơi ôm quyền, sau đó xoay người đi vào trong chiến thuyền, đứng ở đầu thuyền, không nói một lời. Cổ thiên quân lạnh lùng liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Hắn cũng không lên tiếng nữa, mà thân thể thoáng một cái, hóa thành một đạo kiếm quang, lao thẳng đến phía trước. Những bán thần ở bên bờ đều hít một hơi thật sâu. Thời điểm mỗi một người nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Suy nghĩ đều giống nhau. Người này, so với người của thế giới thông thiên chúng ta đã gặp, khác nhau. Đây là cảm tưởng trực tiếp nhất trong lòng gần như tất cả bán thần nơi đây. Lúc mỗi một người thu hồi ánh mắt, theo cổ thiên quân, bày ra bộ dạng dẫn đường nên đón chính thức. Lại như vậy, một hồi ra oai phủ đầu mang theo sự sỉ nhục ý còn có nguy cơ bị ngôn từ sắc bén của Bạch Tiểu Thuần hóa giải. Mọi người đi trước, chiến thuyền ở phía sau, rời khỏi biển Vĩnh Hằng, xuất hiện ở bên trong lãnh địa của Thánh Hoàng Triều. Một đường mênh mông cuồn cuộn, giống như theo gió vượt sóng đi về phía Thánh Hoàng Thành. Bầu không khí nặng nề mang theo một tia nghiêm trọng. Một đường không có người nào nói chuyện. Một lúc lâu sau, ảnh hưởng đến từ âm thanh của Thánh Hoàng, ở trên người cự quỷ vương mới tiêu tan. Cự quỷ vương hít một hơi thật sâu, sâu bên trong mắt hắn mang theo sự hoảng sợ. Xa ở bên trong thánh hoàng thành, khoảng cách như vậy, hắn truyền đến một câu nói, có thể khiến cho lão phu thất thần lâu như vậy. Trong lòng cự quỷ vương khiếp sợ không gì sánh được. Đối với sự đáng sợ của hoàng giả Thái Cổ, lúc này xem như hắn giả cảm nhận được cực kỳ sâu sắc. Đó là vì ngươi lần đầu tiếp xúc với hoàng giả Thái Cổ mới có thể như vậy cũng may mà ngươi là người của thế giới thông thiên nếu như là con dân của thánh hoàng triều này niệm lực của bản thân bị ảnh hưởng xuống sợ là mấy ngày cũng vẫn không có cách nào khôi phục lại bình thường rơi vào một loại cuồng nhiệt có thể vì hắn điên cùng trả giá tất cả công tôn uyển nhi cười yếu ớt mở miệng nàng vốn chính là tu vi thiên tôn mặc dù bị phong ấn nhưng cảnh giới vẫn còn đạo chủng của bản thân dãy dụ. Hơn nữa nàng vốn chính là tu sĩ của tà hoàng triều. Tất cả những điều này khiến cho nàng khôi phục, mặc dù không bằng bạch tiểu thuần, lại chậm hơn không quá nhiều. Sau khi trải qua kinh nghiệm lần này, ngươi lại gặp phải chuyện giống như vậy, chỉ cần không phải là hoàng giả thái cổ tận lực làm, cũng sẽ không mãnh liệt như vậy. Sau khi công tôn Nguyễn Nhi giải thích, nhìn về phía bạch tiểu thuần đứng ở đầu thuyền, sâu bên trong đôi mắt nàng có ánh sáng kỳ dị thật ra bạch tiểu thuần ở đây theo nàng rất đặc biệt chẳng lẽ lại thật sự giống như lời hắn nói bên trong thế giới vĩnh hằng này người thật sự có thể ngang hàng cùng với hắn chỉ có hai đại hoàng giả hay nói công pháp hắn tu luyện không cho phép hắn cúi đầu về phía hai đại hoàng giả thời điểm công tôn uyển nhi dường như suy nghĩ tới điều gì cự quỷ vương cũng chậm rãi vững vàng xuống hắn cũng nhìn bóng lưng của bạch tiểu thuần hồi tưởng từng cảnh tượng trước đó sau đó hắn đột nhiên cảm giác được có thể bạch tiểu thuần thật sự có thể trở thành hy vọng của toàn bộ thế giới thông thiên cảm nhận được hai ánh mắt phía sau thần sắc bạch tiểu thuần bình tĩnh nhưng trong lòng lại đắc ý theo áp lực trước đó thả lỏng vẫn theo thói quen dâng lên chỉ có điều vừa nghĩ tới sự cường đại của hai đại hoàng triều còn có hai đại hoàng giả cảnh giới thái cổ, Bạch Tiểu Thuần lại cảm nhận được áp lực. Như vậy không được. Mỗi lần vừa nghĩ đến đều có áp lực, sau này làm sao có thể điều chỉnh tốt tâm tính. Bạch Tiểu Thuần có chút rầu rĩ. Trong sự trầm ngâm, ánh mắt hắn lóe lên, có chủ ý, tên của hai hoàng triều, thật ra rất thú vị. Tà hoàng triều, đây không phải là gạch cua sao. Còn có thánh hoàng triều. Con trai. Bạch Tiểu Thuần nghĩ như vậy, đột nhiên cảm giác được áp lực của hai đại hoàng triều này đối với mình, thoáng cái lại giảm đi rất nhiều. Hắn nhịn không được, quay đầu lại liếc mắt thoáng nhìn công tôn Viễn Nhi. Viễn Nhi, gạch cua triều của các ngươi, thích ăn cua sao? A, à, công tôn Viễn Nhi sửng sốt. Có chút không kịp phản ứng. Khi nàng hiểu được, liền hung hăng trợn mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Cảm nhận khác thường trước đó, trong nháy mắt tan vỡ thật ra cách nói gạch cua này cả đời này đây vẫn là lần đầu tiên nàng nghe người ta nhắc tới bị công tôn nguyễn nhi trừng mắt như thế bạch tiểu thuần có chút ngượng ngùng vội vàng quay đầu lại tiếp tục chắp tay sau lưng bộ dạng ngạo nghễ đứng ở mũi thuyền nhìn sơn hà phía dưới mặt đất trên đường đi hắn thấy được vô số dãy núi vô số sông lớn còn có từng thành trì cảm nhận sự rộng lớn của thánh hoàng triều vì trước đó hắn từ biển vĩnh hằng tới nơi đây vốn chính là chỗ kinh thành của tiên vực thánh hoàng triều cho nên qua mấy ngày sau theo bình nguyên trên mặt đất càng lúc càng nhiều cuối cùng ở vào hoàng hôn bạch tiểu thuần thấy được ở phía xa thình lình tồn tại một ngọn núi lớn kinh thiên ở bình nguyên trên mặt đất này ngọn núi này giống như lực lượng mới xuất hiện chấn động trời cao ngọn núi này quá lớn mặc dù là khoảng cách rất xa cũng có thể thấy được rõ ràng đường nét hoàn chỉnh của nó. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 1296 tới 1300. Có thể nói, đây là lần đầu tiên trong đời Bạch Tiểu Thuần gặp được ngọn núi lớn kinh người như vậy. Ngọn núi này đủ chiếm kích thước chừng nửa châu. Như này tương đương với nửa thế giới thông thiên. Nếu như người phàm từ dưới chân núi bắt đầu leo lên, cả đời cũng không leo lên được tới đỉnh núi thậm chí nói nó nối liền cùng trời cao cũng không phải là đặc biệt khoa trương mà ở trên đỉnh núi cao vô tận này ở trong tầng mây kia ngọn núi này không có đỉnh có chỉ là một mảnh thiên trì cực lớn núi lớn kinh thiên hiện tại hồ rút nhỏ không ít nhưng vẫn rất rộng có sương mù từ bên trong hồ dâng lên dung nhập bên trong tầng mây ở bốn phía xung quanh khiến cho nơi đây giống như tiên cảnh chân chính nhất là bên trong thiên trì đó còn tồn tại rất nhiều lá sen. Những lá sen này, mỗi một cái đều giống như hòn đảo. Nhìn kỹ, lại có thể thấy được ở trên mỗi một lá sen, chung quy đều xây dựng những kiến trúc. Không phải xanh vàng rực rỡ, lại là khắc lan ngọc thế, tràn ngập tiên ý. Lá sen có tới hơn mấy ngàn cái. Nằm rải rác ở trên hồ nước. Ở vị trí trung tâm, được những chiếc lá sen vây quanh, thình lình là một đóa hoa sen cực kỳ khổng lồ. Hoa sen này một mình nở ra, tản ra mùi thơm thấm lòng người. Mà ở trên nhị của đó hoa sen kia, thình lình tồn tại một chỗ. Trắng nõn như ngọc vậy. Hoàng cung. Hoa sen làm cung, lá sen làm thành, tập trung lại một chỗ, hình thành chính là kinh thành của Thánh Hoàng Triều, Thánh Hoàng Thành. Thành trì như vậy vượt qua khả năng tưởng tượng của Bạch Tiểu Thuần hắn tưởng tượng không ra ngọn núi lớn như vậy. Hoàn thành như vậy trong thiên trì như vậy. Chẳng những là bạch tiểu thuần chấn động, cự quỷ vương càng như vậy. Hắn đứng ở nơi đó từ phía xa nhìn thiên trì, trận mắt há hốc mồm. Hình như so sánh hai bên, toàn bộ thế giới thông thiên cũng chỉ rộng được như vậy. Duy nhất chỉ có thần sắc công tôn viễn nhi là vẫn như bình thường. Hiển nhiên tất cả thánh hoàn thành này, nàng đã biết. Trong lòng làng, Tinh thành Tà Hoàng Triều so với Thánh Hoàng Thành cũng không hơn kém là bao. Chú ý thấy Bạch Tiểu Thuần giật mình, Cổ Thiên Quân ở phía trước dẫn đường, thần sắc vẫn như thường, nhưng những bán thần ở bốn phía xung quanh hắn đó, mỗi người đều lộ ra thần sắc ngạo nghễ. Thánh Hoàng Thành là thánh địa của bọn họ, cũng là niềm kiêu ngạo của bọn họ. Lúc này theo chiến thuyền tới gần, ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần cũng chú ý tới trong hồ nước hình như có từng con lông ngư giống như du long vậy, ở trong trong hồ nước bơi đi thảnh thơi, tản ra khí tức tôn quý. Đồng thời, những con lông ngư này thỉnh thoảng lại vọt ra khỏi mặt nước. Vậy cá màu vàng ở dưới ánh mặt trời chiều chiếu xuống, phản xạ ra ánh sáng rực rỡ. Khiến cho thánh hoàng triều bị mây mù lượng quanh, càng thêm tiên cảnh. Thời khắc này, những tu sĩ ở bên trong thánh hoàng thành nơi này đều chú ý tới chiếc chiến thuyền rắn mối xương trắng này ở trên bầu trời gào thép cùng mọi người tới từng ánh mắt nhất thời lộ vẽ xem chừng nhất là ở trong hoàng cung ở trước thánh hoàng triệu tập lúc này toàn bộ văn võ cả triều thánh hoàng triều mấy nghìn người giống như vào triều tất cả đều đang ngẩng đầu nhìn trong ánh mắt bọn họ có sự hiếu kỳ có sự sắc bén còn có sự cao cao tại thượng giống như tu sĩ nước lớn nhìn dân nghèo của nước nhỏ vậy cũng chính là vào lúc này theo đám người bạch tiểu thuần tới gần thánh hoàng thành trong nháy mắt một âm thanh chói tai ở trong hoàng cung phóng lên cao thánh hoàng có chỉ triệu tu sĩ thế giới thông thiên bạch tiểu thuần cự quỷ vào cung yết kiến cự quỷ vương không phải tên là cự quỷ chỉ có điều hiển nhiên ở thánh hoàng triều nhìn lại cái chữ vương này tất nhiên sẽ không đọc lên lại không biết tán thưởng cự quỷ vương quả thực bị cắt tên cho dù là trong mang hoang cũng không có mấy người biết tên hắn. Chuyện này cự quỷ vương đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng trong lòng vẫn nói thầm mấy câu. Lão tử họ chu. Theo thánh chỉ truyền ra, bước chân của cổ thiên quân dừng lại, đứng ở giữa không trung, quay đầu lại nhìn về phía bạch tiểu thuần. Hắn một đường không nói lời nào, lúc này mới thản nhiên mở miệng. Bạch đạo hữu, chiến thuyền không thể đi vào. Xin mời. Bạch Tiểu Thuần nhìn Thánh Hoàng Thành, lại ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Cung trên đóa Hoa Sen cực lớn kia, cảm nhận được ở bên trong hiện tại đang có mấy ngàn người, giống như đang dùng thần thức quan sát mình. Hít một hơi thật sâu, Bạch Tiểu Thuần liền sửa lại quần áo một chút, giơ tay phải vung lên, thu công tôn uyển nhi vào túi đựng đồ. Sau đó bước lên trước, Cự Quỷ Vương theo ở phía sau, hai người lao thẳng đến Hoàng Cung trên Hoa Sen trong lòng Cổ Thiên Quân thầm cười lạnh. Hắn cũng không quay đầu lại lao về phía trước. Rất nhanh, ba người lại xuất hiện ở ngoài hoàng cung Thánh Hoàng thành. Vừa tiến tới gần, một uy áp kinh người lại từ bản thân nơi hoàng cung này bạo phát ra, hình thành trùng kích. Nhất thời Bạch Tiểu Thuần cùng Cự Quỷ Vương lại bị ngăn cản. Trùng kích này không có lực sát thương, nhưng bên trong lộ ra khí tức khủng khiếp dường như có thể chớp mắt một cái liền có thể nghiền ép bạch tiểu thuần vậy thần sắc bạch tiểu thuần biến đổi hắn lập tức cảm nhận được ở bên trong khí tức nơi này một cảm giác giống như khí linh của hàng môn lão tổ vậy thế giới chi bảo bước chân của bạch tiểu thuần dừng lại lúc này khí tức kia đập vào mặt còn có mang theo thần thức uy nghiêm chớp mắt đảo qua giống như xác nhận thân phận bạch tiểu thuần cùng cự quỷ vương sau đó thần thức này mới tản đi sức cản cũng theo đó biến mất. Chỉ là lực cản này thoáng hiện sau đó biến mất, đã khiến cho toàn thân của cự quỷ vương mồ hôi đầm đìa. Ở dưới bi áp này, hắn thở dốc. Theo hai người đi vào cửa lớn của hoàng cung, xuất hiện ở trước mặt bọn họ, thình lình là một bậc thang giống như sườn núi vậy. Bậc thang này có gần vạn bậc. Phía trên chính là chỗ chính điện trong hoàng cung rộng rãi này. Có thể nhìn thấy được ở đó có không ít người, đưa lưng về phía hai người, đứng ở hai bên. Ở phương hướng chính diện với bọn họ, nơi Bạch Tiểu Thuần không nhìn thấy được, có một khí tức mênh mông, vượt qua thần chỉ, giống như đứng đầu chúng sinh. Thánh Hoàng Không đúng, là Sanh Hoàng. Bạch Tiểu Thuần hít thở một hồi. Trong lòng thầm khẩn trương. Sau khi âm thầm thì thầm vài câu này, cảm giác khẩn trương cũng tản đi không ít lúc này tâm thần hắn mới vững vàng. Đi về phía bậc thang. Tráng cự quỷ vương đổ mồ hôi. Hắn không có tu vi của Bạch Tiểu Thuần, cũng không có biện pháp tới giảm bớt áp lực như của Bạch Tiểu Thuần. Nhưng hắn dù sao cũng là cự quỷ vương, đã từng là một trong bốn đại thiên vương tại mang hoang. Mặc dù vì tu vi bị đè ép, khiến cho mồ hôi chảy xuống, nhưng theo vài lần hít thở, hắn rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm tình. Hắn cùng Bạch Tiểu Thuần bước lên bậc thang. Hai người thẳng đường đi tới. Chính điện hoàng cung trước mắt càng hiện rõ ra. Mà bóng dáng những tu sĩ đứng ở hai bên đưa lưng về phía bọn họ cũng chậm rãi tăng nhanh. Cho đến thời điểm hai người bước lên bậc thang cuối cùng, thật sự đứng ở trước hoàng điện, bọn họ thấy được trên bậc thang này tồn tại một chỗ quảng trường cực lớn. Cuối quảng trường có chín cây cột cực lớn trên mỗi một cây cột đều điêu khắc long phượng từng con long phượng này trông rất sống động giống như thật sự tồn tại ở giữa chính cây cột trụ này có đặt một cái đỉnh cực lớn màu xanh có từng làn khói xanh từ bên trong đỉnh bay lên trên không trung dung nhập trong tầng mây hai bên quảng trường mấy nghìn người vẫn đang đứng không nhúc nhích cung kính nhìn về phía cuối quảng trường này nơi đại điện rộng lớn tồn tại trước cửa đại điện có hai lão già tóc trắng người còng lưng hai tay cắm vào bên trong ống tay áo cúi đầu hướng về phía nội điện để bày tỏ cung kính trong đại điện bị ánh mắt mọi người chăm chú nhìn chỉ có một người đó không phải là một người mặc đế bào mà là một bộ áo xanh tùy ý ngồi ở trên ghế dựa trong điện trong tay cầm một quyển sách cổ đang cúi đầu xem dáng vẻ trung niên tướng mạo tuấn lãng mang theo vẻ ôn hòa dường như nếu hắn cười nhất định giống như gió xuân thổi tới khiến người ta chìm đắm trong sự thân thiết nguyện ý máu chảy đầu rơi bốn phía xung quanh yên tĩnh dường như nếu hắn không mở miệng mọi người nơi đây không người nào dám nói sớm ở trong sự yên tĩnh này ngay cả cổ thiên quân cũng chỉ cúi đầu sau đó đứng ở vị trí đầu não phía bên phải đám người cúi đầu không nói toàn bộ đại điện hoàn toàn yên tĩnh chỉ có bạch tiểu thuần cùng cự quỷ vương đứng ở chính giữa nhưng không có ai đi liếc mắt nhìn bọn họ tất cả đều đang đợi người trung niên áo xanh này ngẩng đầu thật biết cách khoe khoang ở trong sự trầm mặc này ở dưới áp lực này tim bạch tiểu thuần đập trộn lên nhưng hắn cảm thấy mình không thể kinh sợ trong lòng hắn thầm an ủi mình đồng thời hắn cũng có chút ê ẩm thật ra phong thái của thánh hoàng này bày ra khiến cho hắn cảm thấy quá mức chói mắt cũng may thánh hoàng này không để cho đám người chờ quá lâu dường như nhận thấy được bạch tiểu thuần đến ánh mắt của hắn từ trong quyển sách cổ trong tay rời đi rơi vào trên người bạch tiểu thuần đang đứng trên quảng trường trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười nụ cười này vừa ra giống như trăm hoa đua nở gió xuân tản ra toàn bộ hoàng cung thoáng cái đều sáng lên ngay cả mây mù ở bốn phía xung quanh, cũng trong nháy mắt giống như bay lên múa, nhảy cẩn khuếch tán ra. Đồng thời, hoa sen hình như càng thêm nở rộ, mùi thơm phả ra. Long ngư trong thiên trì này cũng bơi lộ thỏa thích hơn. Bạch đạo hữu, bản hoàng đã nghe tiếng về ngươi từ lâu. Trong vẻ tươi cười kia, giọng nói của thánh hoàng ôn hòa vô cùng, lộ ra vẻ thân thiết. Đồng thời, trong mắt của hắn càng lộ ra sự chân thành làm cho không người nào có thể đi nghi ngờ bạch tiểu thuần nín thở tập trung tinh thần trong đầu hắn hiện ra cảnh tượng bản thân mình lúc trước ở mang hoang nhìn thấy được khôi hoàng hắn lập tức tiến lên vài bước ông quyền hướng về phía thánh hoàng cúi đầu thật sâu lớn tiếng mở miệng tu sĩ thế giới thông thiên bạch tiểu thuần bái kiến thánh hoàng cảm ơn thánh hoàng nhân ái để cho người của thế giới thông thiên ta, ở bên trong lãnh thổ của Thánh Hoàng, có thể được bảo toàn. Đồng thời, càng có thể thích ứng với thiên địa thế giới vĩnh hằng. Bạch mổ không thể báo đáp, nên dứt khoát cùng cự quỷ đạo hữu đi một chuyến tới tà hoàng triều, vốn định bắt tà hoàng tới, muốn đưa cho thánh hoàng. Đáng tiếc bạch mổ đối với tiên vực vĩnh hằng vẫn chưa quen thuộc, không có tìm được cơ hội. Cuối cùng chỉ có thể thuận lợi bắt được một vị thiên tôn lễ vật tuy nhẹ nhưng tình ý không tầm thường vẫn mong thánh hoàng đừng nên ghét bỏ bạch tiểu thuần thở dài trên mặt đầy vẻ tiếc nuối dường như đối với vận may của tà hoàng này hắn có chút xúc động bạch tiểu thuần vừa nói ra lời này trên gương mặt thánh hoàng này vốn mang theo nụ cười dáng vẻ tươi cười cũng cứng lại một chút hiển nhiên cho dù hắn là hoàng giả tôn quý cũng bị lời nói của bạch tiểu thuần làm cho sửng sốt một chút hắn đã như này càng không cần phải nói tới mấy nghìn quyền quý đang đứng ở hai bên quảng trường những người này mỗi người đều không nhịn được nhìn về phía bạch tiểu thuần trong thần sắc cổ quái còn có khinh bỉ thậm chí cũng không ít người cũng lộ ra sự cảnh giác mãnh liệt thật sự bọn họ đã thấy qua vô sĩ thân là người của thánh hoàng triều ra vẻ đạo mạo vốn chính là một loại bản năng đối đãi mà nếu bạch tiểu thuần như vậy ngay trước mặt thánh hoàng nói khoát mắt cũng không chớp cái nào, nhất là lại dám khoa trương vượt trời. Loại bản lãnh này, bọn họ thật đúng là từ trước tới nay chưa từng thấy qua. Hắn muốn bắt tà hoàng. Bởi vì chưa quen thuộc đường, cho nên không tìm được tà hoàng. Quá vô sĩ. Nói khoát không có việc gì. Nhưng nói khoát không có giới hạn như vậy, lại là hắn không đúng. Cự quỷ vương trợn trừng mắt. Hắn vốn còn có chút khẩn trương nhưng nghe giọng điệu của Bạch Tiểu Thuần, lại nhìn Bạch Tiểu Thuần biểu tình tiếc núi này, hắn bỗng nhiên không còn khẩn trương nữa. Trên mặt hắn kính đáo lộ ra ra sự thoải mái. Hắn lại nhìn mọi người ở bốn phía xung quanh một chút. Cự quỷ vương mơ hồ lại có loại ảo giác, hình như ở đây không phải là đại lục vĩnh hằng, mà là khôi hoàn thành của mang hoang. Nghĩ đến. Không lâu sau đó, toàn bộ vĩnh hằng tiên vực đều sẽ biết tới sự vô sĩ cùng với năng lực gây tai họa của gia hỏa này nhìn vẻ mặt của mọi người ở bốn phía xung quanh cũng chú ý tới dáng vẻ tươi cười có chút cứng đờ của thánh hoàng trong lòng bạch tiểu thuần nhất thời có chút đắc ý hắn thấy bầu không khí trước đó quá mức bị động chỉ khi mình nắm ở trong tay sự chủ động ở mức độ nhất định mới có thể ở trong trận trao đổi này lấy được lợi thế lớn hơn nữa thời điểm hắn suy nghĩ tiếp theo phải mở miệng như thế nào. Đột nhiên, ở trong hơn một nghìn tu sĩ đứng ở phía bên trái hắn đột nhiên truyền ra âm thanh chói tai khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy quen thuộc. Bạch Tiểu Thuần, nơi này là Thánh Hoàng Cung. Đừng vội nói năng bậy bạ. Âm thanh vừa ra, từ bên trong đoàn người có một người đi ra, hướng về phía Thánh Hoàng ôm quyền cúi đầu. Thánh Hoàng bệ hạ, từ trong lời nói của Bạch Tiểu Thuần người này trước đó, thần vạch ra 300 tội lớn. Nhưng lớn nhất, chính là hắn khi quân. Vẫn mong phạt nặng bạch tiểu thuần này. Trừng trị người này tội khi quân. Lưu Dũng. Bạch tiểu thuần sửng sốt. Lúc nhìn lại, nhận ra người nói chuyện, trong mắt hắn cũng trợn trừng. Nơi đây người rất nhiều. Trước đó hắn không cẩn thận nhìn. Hiện tại nhìn người trước mắt này chính là Lưu Thiên Hầu ban đầu ở Mang Hoang, đã vạch ra một trăm tội lớn của mình, Bạch Tiểu Thuần bối rối. Lưu Thiên Hậu cũng không liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Lúc này trong lòng hắn phấn chấn đắc ý. Vận khí của hắn tốt. Nơi hắn truyền tống đến, chính là bên trong thánh hoàng thành này. Có thể nói, hắn là người đầu tiên sẵn sàng góp sức, còn không hề giấu giếm đều nói cho thánh hoàng những chuyện bản thân mình biết, đổi lấy chức quan hiện tại. Cho dù chức quan không phải quá lớn, nhưng hắn vẫn thỏa mãn. Hiện tại ở chỗ này thấy được Bạch Tiểu Thuần trước đây ép mình không thể không đi thủ trường thành, từ đó về sau càng hải hùng khiếp vía, cả ngày lẫn đêm bất an, lo lắng bị trả thù, hắn tất nhiên phải hung hăng đâm lên một đao, hoàn thành đại nghiệp năm đó chưa xong. Quân tử báo thù. Nghìn năm cũng không muộn. Bạch Tiểu Thuần, ở mang hoang ta không làm gì được ngươi. Nhưng ở chỗ này, ta muốn ngươi chờ xem ta phải vạch một nghìn tội lớn của ngươi. Bạch Tiểu Thuần nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại có thể sẽ gặp được Lưu Thiên Hậu, vị kỳ lạ này ở chỗ này. Phải biết rằng trước đây người này cho hắn ấn tượng, phải nói là cực kỳ sâu sắc. Một trăm tội lớn này, lúc này nhớ lại, giống như trong đầu còn có thể hiện ra bộ dạng đối phương năm đó ở trước mặt Đại Thiên Sư, giọng dạc phân trần. Sau đó bởi vì mình nghịch chuyển thế cục, Lưu Thiên Hầu này nghe nói là chạy đi trường thành, không dám trở về lại sau đó trường thành đổ nát bạch tiểu thuần cũng quên chuyện này cho đến ngày hôm nay đối phương lại có thể xuất hiện ở đây vừa nhảy ra chính là ba trăm tội lớn năm đó ta bị đại thiên sư điều ra khỏi khôi hoàn thành không lo lắng tìm người này gây phiền phức gia hỏa này có số mạng gì vậy trường thành đổ vỡ hắn cũng không chết điều này cũng thôi không nói làm gì thế giới sụp đổ hắn rốt cuộc lăn lộn còn hoàn hảo so với trương đại bàng lại ở trong thánh hoàng này có chức quan nhất là hắn lại có thể trở nên gầy hơn dung quan càng tỏa sáng mặt mày hớn hở dáng vẻ hiên ngang thoạt nhìn hình như vẫn rất tuấn lãng bạch tiểu thuần trừng mắt nhìn lưu thiên hầu tinh thần phấn chấn trước mắt này trong lòng rất đố kỵ hắn cảm thấy gia hỏa này không chỉ tốt số ở thánh hoàng thành này nhất định cũng sinh hoạt rất tốt, mắt thấy biểu tình của Bạch Tiểu Thuần, lại chú ý tới sự tán thưởng sâu bên trong đôi mắt của những nhân vật lớn bốn phía xung quanh kia. Lưu Thiên Hầu càng đắc ý hơn. Hắn đang chuẩn bị nói ra một lượt 300 tội lớn, để cho thánh hoàng chú ý đối với mình nhiều hơn, Bạch Tiểu Thuần ở bên kia đã vung tay áo lên. Nhất thời, từ bên trong túi trữ vật của hắn, công tôn Nguyễn Nhi cùng với mấy bán thần này bị Bạch Tiểu Thuần thả ra. Khánh Hoàng, đây là lễ vật Bạch Mổ đưa ra. Bạch Tiểu Thuần biết mình ở trên phương diện mồm mép, nói không lại Lưu Thiên Hầu tùy tùy tiện tiện là có thể vạch ra mấy trăm tội lớn. Hắn đưa khoát không để ý tới, trực tiếp thả công tôn Nguyễn Nhi ra. Công tôn Nguyễn Nhi vừa ra, ánh mắt mấy nghìn người ở bốn phía xung quanh nhất thời ngưng trọng. Nhất là mấy người bên trong đoàn người đứng đầu, là thiên tôn giống như cổ thiên quân, lúc này tinh quang trong mắt rất mãnh liệt cho dù là thánh hoàng cũng bị công tôn Nguyễn Nhi thu hút sự chú ý. Đối với lời Lưu Thiên Hầu nói, hắn cũng cho rằng không có nghe thấy. Mắt thấy như vậy, Lưu Thiên Hầu sờ sờ mũi, cũng không cảm thấy xấu hổ. Hắn lui ra phía sau vài bước, trở lại trong đám người. Hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong lòng ngạo nghễ. Lần này không làm gì được ngươi. Nhưng không có việc gì. Ta thành toàn cho ngươi sớm hay muộn ta cũng sẽ vạch một nghìn tội lớn của ngươi. Công Tôn Nguyễn Nhi hít một hơi thật sâu, thần sắc bình tĩnh đứng ở nơi đó. Sau khi hướng về phía Thánh Hoàng hạ thấp người cúi đầu, sau đó nàng không lên tiếng nữa, nhắm mắt không nói. Nàng thân là thiên tôn của Tà Hoàng Triều, xuất phát từ tôn trọng đối với cường giả nên cúi đầu. Về phần những chuyện khác, nàng sẽ không mở miệng. Nàng cũng tin tưởng bên trong Thánh Hoàng Triều sẽ không ép buộc ở nàng về phần mấy bán thần này lúc này bọn họ đã tuyệt vọng đứng ở nơi đó thân thể đều đang run rẩy quy áp đến từ bốn phía xung quanh đến từ ánh mắt thiên tôn cùng với thánh hoàng khiến cho tâm thần của bọn họ đều thiếu chút nữa phải suy sụp hồi lâu thánh hoàng cười tiếng cười càng lúc càng lớn thân thể hắn cũng từ trên ghế dựa lớn đứng lên hắn nít xác cao hứng phần đại lễ này là lễ vật nặng nhất Thánh Hoàng Triều nhận được từ khi thành lập tới nay. Cho dù hắn không chém giết công tôn Nguyễn Nhi. Nhưng một thiên tôn, tất nhiên có thể khiến Thánh Hoàng Triều đổi lấy lãnh địa lớn hơn nữa. Nhất là một vài châu đang bị chiếm cứ mâu thuẫn. Mượn cơ hội này, cũng có thể đổi trở về. Đồng thời, chuyện này cũng không trái với giao hẹn giữa hắn cùng với tà hoàng trước kia. Đây là do người khác đưa tới, không phải là thánh hoàng hắn chủ động bắt giữ. Kể từ đó, cho dù tà hoàng có muốn trả thù, cũng không tìm được tới trên đầu thánh hoàng triều. Được, được, được. Trong tiếng cười, ánh mắt thánh hoàng lóe lên. cúi đầu nhìn về phía bạch tiểu thuần đang đứng trên quảng trường bên ngoài đại điện. Cự quỷ, tiến lên nghe chỉ. Cự quỷ vương mừng rỡ, lập tức tiến lên vài bước, hướng về phía thánh hoàng trong đại điện cúi đầu. Phong cho cự quỷ làm đại tôn thần La Châu trong tiên vực thứ hai của Thánh Hoàng triều ta, trấn thủ thần La Châu, hưởng đèn nhang của chúng sinh một châu. Tiên vực của Vĩnh Hằng, địa phương một châu có thể so sánh với toàn bộ thế giới thông thiên. Trấn thủ một châu, sắc phong đại tôn, cái này đại biểu cự quỷ vương ở bên trong thần La Châu này chính là nhất ngôn cửu đỉnh. Quyết định sinh tử. Toàn bộ thần La Châu, tương đương với lãnh địa của cự quỷ vương loại ban thưởng này phù hợp với thân phận của cự quỷ vương càng làm cho cự quỷ vương cảm thấy mỹ mãn hắn muốn cũng chính là một nơi cư trú một căn cứ địa để hắn hồi tưởng lại thế giới thông thiên lúc này trong sự kích động cự quỷ vương lại cúi đầu cảm ơn thánh hoàng lúc đứng dậy khí chất toàn thân của cự quỷ vương cũng không giống trước đó hắn biết từ giờ khắc này mình ở đại lục vĩnh hằng này đã coi như là đứng vững góp chân, không còn là tán tu lưu lạc, không cần phải luôn luôn lo lắng tới nguy cơ sinh tử. Hắn muốn làm, chính là giống như đã thương lượng cùng Bạch Tiểu Thuần trước đó, muốn mượn trợ giúp của Thánh Hoàng Triều, ở trên tiên vực của Vĩnh Hằng, hoàn toàn đứng vững. Bạch Tiểu Thuần cũng rất phấn chấn. Nhìn thấy cự quỷ vương được ban thưởng một châu, hắn nghĩ công lao của mình lớn hơn nữa, lúc này trong lòng tràn đầy chờ mong, nhìn về phía Thánh Hoàng. Bạch Tiểu Thuần, nghe chỉ. Ánh mắt Thánh Hoàng rơi vào trên người Bạch Tiểu Thuần. lóe lên ánh sáng khó có thể điều tra, bỗng nhiên mở miệng. Khí tức của Bạch Tiểu Thuần dừng lại, thần sắc cũng trở nên nghiêm nghị cung kính. Hắn hiểu rõ thời điểm nên cúi đầu thì phải cúi đầu. Thời điểm nên biểu hiện thì sẽ biểu hiện. Loại chuyện như vậy, không bất mặt, lợi ích nắm được trong tay mới là trọng điểm. Bạch Tiểu Thuần công đức quá to lớn địa vị ở thế giới thông thiên lại càng tôn cao danh vọng không ai bằng hiện sắc phong bạch tiểu thuần làm thông thiên công bên trong thánh hoàng triều ta chỉ có thiên tôn mới có thể xưng vương dưới vương lại là công thông thiên công là đứng đầu các công gần với vương phần thưởng một tòa phúc địa bên trong thánh hoàng thành phần thưởng một long ngư trong thiên trì phần thưởng công bào dây lưng bảy màu Thánh Hoàng thả nhiên mở miệng, trong âm thanh vang vọng, mấy nghìn quyền quý hai bên, mỗi người đều lộ ra thần sắc nghiêm nghị. Phần thưởng này, có thể nói là cực lớn. Bất kể là thông thiên công, hay phúc địa, hoặc là một con long ngư, đều đủ để khiến cho người ngoài chấn động. Còn có công bào này cũng là pháp bảo. Thắt lưng bảy màu còn có thể khiến cho bạch tiểu thuần từ nay về sau ra vào hoàng cung, không bị khí linh trấn áp. Tất cả những điều này, bất luận nhìn thế nào đều vô cùng phong phú duy nhất chỉ có đều là hư danh thân phận thật sự của bạch tiểu thuần không giống người thường giống như cự quỷ vương sau khi thánh hoàng so sánh có thể cho hắn khống chế một chân nhưng bạch tiểu thuần lại không được thánh hoàng tuyệt đối sẽ không cho người của thế giới thông thiên có nửa cơ hội tự lập hắn muốn chính là dung hợp Hắn là để cho người của thế giới Thông Thiên hoàn toàn dung nhập vào bên trong Thánh Hoàng triều, khiến cho bản thân mình lớn mạnh. Cho nên hắn tất nhiên sẽ không cho vị Khôi Tổ Bạch Tiểu Thuần này có nửa điểm thực chức. Hắn muốn, chỉ là Bạch Tiểu Thuần ngoan ngoãn ở lại bên trong Thánh Hoàng thành, làm một tượng trưng là tốt rồi. Đợi đến khi Thánh Hoàng triều hoàn toàn dung hợp người của thế giới Thông Thiên xong, tác dụng của Bạch Tiểu Thuần cũng sẽ không có nữa. Tới khi đó, Sinh tử đều ở trong một ý niệm của hắn. Trên thực tế, cho dù Bạch Tiểu Thuần không có ném danh trạng này, chỉ cần tới, hắn cũng sẽ dành cho ban thưởng tương tự. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần bắt trói quỷ mẫu đến, ngoài mặt hắn thoạt nhìn hài lòng, mặc dù cũng thật sự có chút cao hứng. Nhưng trên thực tế tất cả những điều này đều chỉ là vẻ bề ngoài. Ở trong lòng của hắn cũng có phần thở dài. Hắn thở dài chính là công lao như vậy, Khiến cho bản thân hắn là thánh hoàng, cũng không thể không suy tính một chút tới cảm nhận của các quyền quý bên trong hoàng triều cùng với tà hoàng triều. Bạch Tiểu Thuần thật sự đưa tới lễ vật quá lớn. Lớn đến mức hắn không thể không cho ra một ít phần thưởng thực chất. Cho nên hắn mới sắc phong Cự Quỷ Vương làm đại tôn cùng với ban thưởng địa phương một châu. Nếu không, hắn tuyệt đối sẽ hoàn toàn không cho người của thế giới Thông Thiên có cơ hội. Chờ thêm một chút thời gian, tìm lý do lấy đi thân phận này của cự quỷ là được trong lòng thánh hoàng thầm cười lạnh nhưng biểu hiện ra ngoài hắn lại đầy vẻ ôn hòa nhìn bạch tiểu thuần thông thiên công ngươi mới tới thánh hoàng thành có thể đi lại làm quen một thời gian chuyện liên quan tới thế giới thông thiên còn có các tu sĩ của thế giới thông thiên ngươi không cần quá nhớ mong tất cả đều có bản hoàng làm chủ cho ngươi đoạn đường này mệt nhọc rồi thông thiên công có thể đi nghỉ ngơi sau này lại ở bên trong thánh hoàng thành an tâm tu luyện hy vọng ngươi có thể sớm ngày đột phá tu vi thăng cấp thiên tôn cho thánh hoàng triều ta thêm một vị vương nữa nghe lời thánh hoàng nói nhìn vẻ mặt nghiêm nghị mọi người ở bốn phía xung quanh này che giấu cảm giác lạnh lẽo bạch tiểu thuần làm sao có thể không nhìn ra cái gọi là ban thưởng này đều là hư ảo tuy nói ở trên đường đến đây Hắn cùng với Cự Quỷ Vương đã bàn bạc trước, cũng đoán được kết quả này. Nhưng trên thực tế trong lòng hắn vẫn mang theo một chút hy vọng. Lúc này có thể thấy, mục đích của Thánh Hoàng triều cùng Tà Hoàng triều chung quy vẫn là giống nhau. Chỉ có điều thủ đoạn khác nhau mà thôi. Sợ là nếu không ném danh trạng này, ngay cả Cự Quỷ Vương cũng sẽ không có địa phương một châu. Bạch Tiểu Thuần hiểu rất rõ tất cả những điều này. Hắn biết hai vị hoàng giả này đều là cá mè một lứa. Một kẻ hung tàn, một kẻ xảo trá, Bạch Tiểu Thuần mỉm cười. Tuy hắn có chút tiếc nuối, nhưng lại không có mất mát. Bất kể như thế nào, Thánh Hoàng có một câu nói rất đúng. Ta thật sự cần phải tu hành, khiến mình sớm ngày đột phá. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, hướng về phía Thánh Hoàng ôm quyền cúi đầu. Sau đó, hắn đang muốn cùng cự quỷ vương rời đi. Nhưng vào lúc này, vị lưu thiên hầu kia lúc này thần sắc đại biến vội vàng lao ra hô to thánh hoàng bệ hạ trăm triệu không thể để cho bạch tiểu thuần này ở lại thánh hoàng thành nếu không thánh hoàng thành lâm nguy giọng nói của lưu thiên hầu mang theo sự lo lắng dường như tâm tình cũng ở trong một chớp mắt này trở nên khẩn trương đến cực hạn khiến cho âm điệu có chút sắc bén ở quảng trường này lần lượt vọng ra khiến cho mấy nghìn quyền quý bốn phía xung quanh mỗi người đều nhíu mày Bước chân của Bạch Tiểu Thuần chợt dừng lại. Lời Lưu Thiên Hầu nói khiến cho hắn trợn trừng mắt. Cự Quỷ Vương ở bên cạnh trong lòng lại thầm vui vẻ. Lúc nhìn về phía Lưu Thiên Hầu, hắn đầy vẻ chờ mong. Gia hỏa này cuối cùng cũng có một lần nói thật. Cự Quỷ Vương chờ mong lời Lưu Thiên Hầu nói có thể khiến cho Thánh Hoàng thay đổi tâm ý. Cho dù cơ hội này rất nhỏ, nhưng nếu thật sự làm được thả bạch tiểu thuần ra bên ngoài đối với hắn và bạch tiểu thuần mà nói chính là thu hoạch khổng lồ bạch tiểu thuần cũng là lần đầu tiên cảm thấy lời lưu thiên hầu này nói không chói tai hắn cũng mong đợi nhìn lại thậm chí trong lòng hắn cũng muốn cổ vũ lưu thiên hầu nỗ lực lên mặc dù trong lòng thánh hoàng không thích nhưng vẫn ôn hòa nhìn về phía vị lưu thiên hầu kia lưu ái khanh vì sao lại nói như vậy bị thánh hoàng điểm danh lưu thiên hầu kích động phấn chấn ông quyền cúi đầu thật sâu sau đó âm thanh của hắn cũng sụp sôi vô cùng lớn tiếng mở miệng bệ hạ ngài có chỗ không biết thời điểm bạch tiểu thuần này ở thế giới thông thiên ta trước sau vẫn luôn lưu ý tới hắn người này có thể nói đi tới chỗ nào sẽ gây tai họa cho chỗ đó độc hại chúng sinh sau khi hắn chơi ở linh khê tông lại chơi huyết khê tông sau đó ở nghịch hà tông chơi không thoải mái, lại có thể đi tới mang hoang, còn đoạt gia tài của người, đoạt thê thiếp của người. Sau khi ở mang hoang phạm phải 100 tội lớn, gia hỏa này lại khiến cho cửu thiên vân lôi tông ở bắc mạch gần như tan vỡ. Tiếng oán than dậy đất. Đơn giản là nhân thần công phẫn. Lưu thiên hầu lộ ra vẻ mặt thương tiếc mở miệng. Không đợi hắn nói xong, mấy nghìn quyền quý ở bốn phía xung quanh này, mỗi một đều mỉm cười trong tiếng cười kia mang theo sự kinh miệt hiển nhiên đối với những lời lưu thiên hầu nói mặc dù không phải là không tin nhưng cũng cảm thấy quá mức khoa trương mặt khác theo bọn họ tu vi của bạch tiểu thuần dù sao cũng chỉ là chuẩn thiên tôn loại tu vi này ở địa phương nhỏ như thế giới thông thiên vậy có chút động tĩnh sẽ trở thành những tiếng nổ lớn kinh thiên khiến người yếu kinh hãi nhưng ở đây là nơi nào đây là kinh thành của thánh hoàng triều Thánh Hoàng Thành. Ở chỗ này, có Thiên Tôn, còn có Thánh Hoàng Trấn Thủ. Bạch Tiểu Thuần này cho dù có bản lĩnh lớn hơn nữa. Tới mảnh đất nơi đây cũng sẽ phải thành thật, không thể gây ra nổi sóng lớn gì. Thánh Hoàng lặng lẽ cười. Suy nghĩ của hắn tương tự với mọi người. Hắn thấy, đem một con khỉ ném vào trong một rừng cây nhỏ không có giả thú gì, con khỉ này thực sự có thể xưng bá. Nhưng nếu như ném nó vào trong một đám sư tử hổ báo, con khỉ chung quy cũng chỉ là con khỉ mà thôi. Lúc này hắn khoát tay chặn lại, cắt ngang lời Lưu Thiên Hầu. Thánh Hoàng đứng dậy, chuẩn bị kết thúc lần lên triều này. Cự quỷ vương mất mát không thôi. Bạch Tiểu Thuần cũng có chút tiếc nuối. Nhưng trong mắt hắn xoay chuyển. Trên thực tế hắn cũng lo lắng cho năng lực gây tại họa của mình. Bình thường trong lúc vô ý lại làm ra chuyện lớn kinh thiên động địa. Lúc này nếu bị giữ ở lại bên trong Thánh Hoàng thành, hắn suy nghĩ mình chắc hẳn nên chuẩn bị chút bảo đảm ổn thỏa mới tốt. Vì vậy hắn vội vàng nhanh tới vài bước, trước khi Thánh Hoàng muốn rời khỏi, hô to một tiếng. Bệ hạ dừng chân. Thánh Hoàng chợt bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Các quyền quý khác ở bốn phía xung quanh đều nhìn sang. Bệ hạ theo như lời lưu dũng này thực sự là sự thực ta cũng sợ lo lắng trong lúc vô ý xúc phạm tới luật pháp của thánh hoàng triều không biết một thông thiên công như ta làm trái pháp quy gì mới có thể bị xử phạt bạch tiểu thuần thận trọng hỏi ánh mắt thánh hoàng lóe lên hắn nhìn bạch tiểu thuần một chút lại nhìn lưu thiên hầu một chút hắn hiếp mắt lại hắn mơ hồ cảm thấy hai người này có vấn đề giữa hai bên ăn ý với nhau như vậy rõ ràng là tìm lý do muốn để bạch tiểu thuần rời khỏi thánh hoàng thành thân là công hầu lại có công lớn ngoại trừ phản quốc ra còn lại có thể bỏ qua thánh hoàng thản nhiên mở miệng trong lòng thầm cười lạnh thầm nghĩ một chiêu bài tốt như vậy đầu cơ kiếm lợi chỉ cần đứng ở chỗ này liền có thể không ngừng đưa tới người của thế giới thông thiên mình làm sao có thể để cho hắn rời đi được Nhận được câu trả lời thuyết phục của Thánh Hoàng, trong lòng Bạch Tiểu Thuần thầm vui sướng. Nhưng hắn biểu hiện ra lại là nhăn mặt, nhíu mày, thở dài cùng cự quỷ vương rời khỏi Hoàng Cung. Mắt thấy mọi người ở bốn phía xung quanh đều từng người rời đi, Thánh Hoàng cũng đi, Lưu Thiên Hầu đấm ngực dậm chân. Hắn chỉ cảm thấy lần này, Thánh Hoàng lại dẫn sói vào nhà. Hắn mơ hồ giống như thấy được một cảnh tượng tương lai Thánh Hoàng thành, sinh linh đồ tháng, cuối cùng khu chiên gõ trống tiễn bước ôn thần bạch tiểu thuần đừng có trách là không báo trước đấy lưu thiên hầu giống như rơi vào ngày tận thế thở dài một tiếng buổi lên triều kết thúc ban thưởng do thánh hoàng dành cho không đợi bạch tiểu thuần đi ra khỏi hoàng cung đã chuẩn bị xong được một lão nhân đứng ở trước đại điện trong hoàng cung hai tay cắm trong ống tay áo đưa tới một miếng ngọc giản sử dụng để mở ra phúc địa một giải lụa màu mang ở trên người. Từ nay về sau, ra vào hoàng cung, thế giới chí bảo khí linh tồn tại ở hoàng cung này sẽ không lại phát sinh uy áp ngăn cản. Ngoại trừ hai thứ này, còn có một bộ công bào, chất liệu đặc biệt, tản ra khí tức pháp bảo. Cuối cùng, lại là một con long ngư. Con long ngư này dài chừng hơn một trượng, vẫn còn sống. Tuy thân thể bị trói, nhưng vẫn đang giãy dụa trong miệng còn có răng nhọn, trong mắt mang theo sự hung tàn. Bạch Tiểu Thuần nhìn mấy thứ đồ này, thở dài. Thánh Hoàng này cũng quá keo kiệt. Ban cho áo bào, động phủ, giải lụa màu thì cũng thôi. Còn thưởng cho ta một con cá làm gì, Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, cầm ngọc giảng tìm đến phúc địa của mình. Phúc địa này ở trên một mảnh lá sen. Kiến trúc trên mảnh lá sen này không ít. Chỗ lá sen này ở khu vực trung tâm mặc dù như vậy, nhưng cũng không có tranh cãi ầm ĩ. Nói là phúc địa, trên thực tế cũng chính là một tòa phủ đệ. Chỉ có điều linh lực thiên địa ở bên trong nồng đậm, phạm vi lại cũng đủ rộng. Bên trong giả sơn cũng tốt, lầu cắt cũng được, đều rất khí phái. Nhìn phủ đệ, Bạch Tiểu Thuần vẫn tính là thỏa mãn. Mặc dù hắn cảm thấy có chút trống trải. Nhưng ở chỗ này hắn cái gì cũng không quen, cũng sẽ không nhiều có yêu cầu như vậy. Lúc này hắn ngồi xuống khoanh chân, cảm nhận linh khí thiên địa nơi đây, Cự Quỷ Vương cũng quan sát một hồi, sau đó đi ra ngoài. Cảm ơn các bạn đã nghe hết video này. Đừng quên nhấn nút like và nút đăng ký theo dõi kênh nhà đọc truyện để nghe những video mới nhất nhé.